Chào cả nhà. Em cô Dạ chiều vâng, hay cô là cô chiều? chiều. Chưa Cô chiều đơn em cô chiều ạ. Chưa nè. đơn cô chiều. Em chào tạm biệt anh Chiều ạ, tạm biệt cô anh. chiều. Chào Chiều thầy, em chào cô cả chiều đã bao nhà. nhiêu? Biết em anh. Xin chào thầy, xin chào cả nhà. Dạ. Biết ơn cô chiều lắm lắm. Nhưng anh xin Xin chào chào cô cả chiều, xin chào cả nhà. Wow, lâu lắm rồi mới được có cô chiều MC cả nhà. Biết ơn cô lắm lắm. Dạ. Các anh chị có vẫn nghe tiếng Nhật Anh rõ không các anh chị? nhà. Dạ rõ với thầy. Dạ rõ lắm thầy. Rất là biết ơn cả nhà. À, Hạnh Dung nãy tâm đắc hả? Dạ vâng ạ. Giới thiệu mentor 6 rồi nữa ta. Thầy em đặt ý như vậy là em thi xong rồi ấy, thầy em đang chờ phỏng vấn thôi thầy, em tự tin là mình vào được mentor 6 luôn thầy. Em có niềm tin như vậy ạ. Niềm tin này nhất định không? Nhất định vô mentor không? Nhất định thầy ạ, bởi vì cái mục đích mong muốn lúc mà hôm cô Lan Hiếu Thương cô hỏi em là mục đích mua mentor là gì á, em bảo mục đích của em ngoài chuyển hóa của con người ra ấy, thì nó còn một cái nữa, đó là cái điểm đầu tiên để em lên master á thầy. Có phải qua bước này em mới lên được master ấy, nên là em rõ ràng cái điều đó lắm á thầy. Dạ Tốt vậy, rõ hình thì ra quả rồi. dạ em biết anh thầy ạ. À? Nhắc tới niềm tin cái tự nhiên nhớ tới câu này gửi tặng Hạnh Dung đấy, như tặng các anh chị. Theo chị á thì theo các anh chị, nếu mà một người nếu nói như vậy thì họ làm sao ha? Đó là tôi, trời sao tự nhiên nói không được ta. Ví dụ ha, giống như tôi nhất định sẽ thành công, nhất định tôi sẽ vào mentor, nhất định thì theo các anh chị thì có niềm tin không? Có niềm tin gọi là có tin, niềm tin có mạnh không? Dạ như như em bản thân em nhất định em vào là em vào ạ thầy, tức là em nói vậy xong thì em cứ thế em đi vào ấy, chứ em chưa cần dụng nhiều thứ lắm á, chưa cần phải Không, quá mạnh mẽ đi vào mạnh mẽ đâu. em nói câu ví dụ mà, ví Có dụ dạ có thưa thầy. nhất định đó, nhất định là nhất định tôi sẽ làm được, nhất định tôi nhất quyết sẽ làm được, nhất định tôi sẽ học mentor, thì niềm tin mạnh không? Mày thưa thầy. Niềm tin mạnh, nhưng mà nếu một người khác nói một câu cũng vậy đó, nhưng mà nói là nhất định tôi sẽ vào mentor, Dạ. nhất định thì nhất định tôi trở thành master, Dạ. thì có khác biệt không? Có khác biệt trong cách nói không? Trong cái thanh điệu thì nó khác đấy thầy, nhưng mà mục đích thì nó như nhau ạ. Khác làm sao? Một người thì cảm giác như là nó có một cái động lực gì đó mạnh mẽ để đi vào ấy thầy, còn một người thì trạng thái em cảm thấy là trạng thái cứ an vui mà đi vào, cứ thong dong mà bước vào thôi thầy. Dạ Có câu nói, câu này nè, nó là lý thẳng lý thẳng thì khí mềm. lý thẳng thì khí tổng lời, khi lý thẳng thì nhớ. Lý thẳng thì khí mềm. Lý thẳng khí mềm.
phi lý thẳng, khí tráng. Lý thẳng thì khí mềm, phi lý thẳng. Thì khí tráng. Lý thẳng thì khí mềm. Lý thẳng khí mềm, phi lý thẳng khí tráng. Các anh chị nắm hiểu câu này không ạ? À? Chị Dung. Lý thẳng. Dạ, thưa thầy, nhưng mà em thường hiểu câu này là khi mà mình người đã có cái lý của mình rồi ấy, thì cái lý đó của mình nó đã đúng hay chưa đúng ấy, thì bản thân mình nó có niềm tin của nó rồi, thì cứ thế mà cứ nhẹ nhàng thôi, không cần phải gồng lên ấy. Còn khi lý thẳng khí tráng, khi mà mình cái trong mình nó vẫn còn còn có một cái sự gì đó do dự, hay là có một sự gì đó nó chưa đủ đầy á thầy, chưa có mạnh mẽ, thì mình ngoi lên, em từng cảm giác ngoi lên như cây lúa thầy, nhảy cây lúa thầy, nó non thì nó ngoi lên đó thầy, Có nghĩa đúng rồi đó, có nó nghĩa là nếu mà mình đã có niềm tin á, dạ. mình đã có niềm tin, mình biết mình đương nhiên mình làm được. Niềm tin thì nó thuộc, niềm tin không có khái niệm là 99%, Dạ. niềm tin thì chỉ có 100% thôi, Dạ vâng ạ. giống như cái bong bóng á, niềm tin 99% thì nó có một lỗ rồi nó sẽ xì, Dạ. nên niềm tin, đã có niềm tin thì đương nhiên là làm được. Dạ. Vậy thì lý đã thẳng chưa? Lý mình đã thẳng. Lý mình đã thẳng ạ. Dạ. Lý đã thẳng thì khí mềm. Khẩu khí của mình mềm lắm, nhẹ lắm. Dạ. Giống như là nếu mà các anh chị biết là mình đã đúng rồi, thì mình có cần phải gồng cổ lên không? Gồng Không. cổ lên cãi rồi không? Dạ. Không ạ. Không. Dạ. À, thì lý thẳng khí mềm. Dạ. Còn lý thẳng thì mới phải tráng lên. Cứng tráng có nghĩa là mạnh mẽ đó. Dạ. Mạnh mẽ lên. Dạ. Mẽ lên. Nên Dạ. là nếu mình làm gì mà cảm thấy niềm tin mình chưa đủ, niềm tin của mình nó còn chưa có trọn vẹn, vậy Dạ. thì một là thay đổi niềm tin trước, đổi hình cái để cho anh thay đổi niềm tin, thì lý mình thẳng rồi thì khí mình mềm, còn không có thì lên. Mà Ok quá thì coi vậy thôi chứ. Hào hứng. Nhưng mà niềm tin thì nó cần nhẹ nhàng. dạ Thì dạ mình dạ dạ em biết anh thầy. Hay quá được. đúng Không có. Chị dùng năm á. Các anh chị hiểu ý này. dạ vâng ạ, em rất biết anh thầy chỉ điểm thêm ạ. Dạ em ghi nhận ạ, em đã Là nắm ạ. thấy chị lý thẳng rồi đó, có niềm tin cũng tương đối, niềm tin đạt á, nên thôi gửi tặng chị con này mang theo trong cuộc sống. Dạ em biết anh thầy. Em biết anh cả nhà mình ạ. Dạ. Thôi xin mời các anh chị tiếp tục giao lưu hen cả nhà. Xin mời Xoan Hoàng, mời chị ạ. Dạ biết ơn thầy gọi tên, cảm ơn, biết ơn thầy ạ, biết ơn mọi người ạ. Em là Hoa. Em biết tới hình như là tổ nghiệp đồ em lắm thầy nè. Em mới nhiệt tới cách đây một tháng thôi. Nhưng mà trong người em là cảm thấy là nhân duyên với quý lắm và em mê lắm thầy nè. Thực sự là quá mê luôn khi biết tới quý được một tháng thì em cũng xin chia sẻ hiện thực của em là cách đây một năm rồi, hơn một năm nay á, thì từ khi mà kinh tế mình khó khăn, bắt đầu trở nên khó khăn á, thì em thấy cuộc sống mình cũng trở nên nhàm chán lắm, mà em cũng không biết nữa, và em cứ loay hoay đi tìm kiếm, đi hết chỗ đi qua chỗ khác, em tìm kiếm trên mạng những cái lĩnh vực mới để em có thể học hỏi, và em nhiều lúc tự hỏi á, tự nghĩ vấn bản thân mình là
Ủa tại sao lại mình sống nham chán như vậy? Mình có một cái gì để làm cho mọi người hay không có chứ? Để học hỏi hay? Và em cùng đi tìm hiểu, em cùng loay hoay để mình lắng là tìm ra những cái gì đó để học, để phát triển bản thân. Và mong muốn chia sẻ cùng với cộng đồng. Chứ nếu mà cuộc sống thế này chẳng lẽ giờ mình về hưu ở tuổi này? Mình thấy mình thì chứ em cảm thấy là bản thân mình nhá, là thấy không có giá trị đấy. Vì từ trước đến nay em là một người luôn luôn năng động, làm tất cả mọi việc, từ từ thiền hay đi làm hay giúp đỡ mọi người hay là nữa, rất là tận tâm. Mà chứ từ dưng trong một năm trở lại đây là em cảm thấy em cảm bản thân mình lắm. Nhưng may mắn thì cách đây một tháng thì em cùng lướt TikTok á, thấy cái động tác xoay hông dự trục của cô Ngọc á, và em thấy rất là hay và em vào theo dõi thì em mới biết đến quýt. Xong rồi em may mò trên mạng thì vô quýt thì em may mắn là được tham gia vô nhóm tâm tuệ Đức á, và sinh hoạt cùng mọi người để tập xoay hông dự trục. Và thật bất ngờ thì trong một ngày thì nghe trong nhóm bảo là sẽ có mentor 6 á, thì em cùng loay hoay là em làm bài trong lòng một ngày từ sáng sớm đến tối, là em hoàn thành bài thi. Nhưng trong lúc em chưa hề biết thấu hiểu nội tâm là gì, thấu hiểu sức khỏe hay tài chính là gì hết, em làm bản năng của em và những nữa thôi. Thì xong là Lậu không? dạ có thôi. Cả ngày rồi đậu đúng không? Lậu không? Dạ Tưởng làm đâu, cả cũng chưa đậu. dạ em đầu luôn, em đầu luôn mà. Thực sự là xong là em đâu rồi, xong em quay video đi, xong sinh hoạt với mọi người một thời gian thì em cũng hiểu được là bắt đầu hình dung được trong đâu á. Và khi đấy là khóa thấu hiểu nội tâm em học đầu tiên. Thực ra thì em cũng không có thời gian để nghe nhiều, cũng chưa có thời gian vì em cũng chưa đây một tháng đâu. Và thực sự thì mới làm quen được với biết thôi, nên anh thử là cũng chưa thực sự hiểu lắm. Nhưng mà khi bắt đầu em hình dung được á, thì em đặt ý là em sẽ vô mentor chắc chắn của em. Khi học thể chất á, là em đặt dùng đặt ý á, là em sẽ thi Ironman. Và từ trước đến nay em cũng ứng, và khi mà có cơ hội để thi là em có cơ hội để thi. Mọi người nói trong tổ chức mình hay tổ chức thi Ironman á, là em quyết tâm nói thế nào mình cũng thi Ironman. Xong rồi là sau khi ở tại quýt thì em thấy là mọi người cùng thi mentor, rồi biết cả ở đây có mentor, rồi có master, và em cùng tiêu hiểu mentor, master, và em đặt ý để em sẽ học tập cùng quýt đến cùng. Em sẽ học mentor, master, học nhà giáo dục, học gia đình, học tiến sĩ hạnh phúc. Em sẽ học cho tới khi nào là thì thôi. Học khi nào không còn chương trình để học thì thôi. Và em cũng đặt ý với thầy cô với mọi người là trong quýt đó có cái chương trình nào mà cần sự hỗ trợ, cần sự trợ giúp của em á, để làm tình nguyện, để cùng chuyên kia quảng cái quýt quảng bá kia giáo dục học tận gốc này á, cho mọi người là em cũng sẵn sàng làm. Sau này thầy Nhật Anh hay bất kỳ ai á, thầy cô nào trong quýt á có môn học nào cần em hỗ trợ á, thì cho em xung phong ạ. Và em cũng đặt ý là em có tâm niệm là em muốn học tiếng Anh tâm thức. Em thấy có tiếng Anh tâm thức và em nói em sẽ học và sẽ cố gắng học tiếng Anh thật tốt. Vì em bản thân em cũng rất là thích tiếng Anh và lâu nay thì cũng không có cơ hội để sử dụng, hay là trong công việc mình cũng không có. Và em cũng đặt ý là mình sẽ học tiếng Anh và học master để đưa cái giáo dục tận gốc của Việt Nam mình ra toàn thế giới. Đó là đặt ý của em, và kia động lực này là rất là mạnh mẽ với bản thân em thôi nè. Em dành toàn bộ tâm sức sức lực của mình để học, và em thấy càng học á, sức học của em thấy là suy đổi hẳn đi. Từ trước đến nay em toàn ngủ đến 8 giờ mới dậy thôi, cũng không học hành gì đâu, cũng chẳng thể dục thể thao gì đâu. Mà thật bất ngờ là vô quýt là em dậy từ 4 giờ 3 rưỡi, 4 giờ kém đi học tập cung tâm tuệ Đức. Vì em học học sáng, học trưa, học tối, học em thấy là mình rất là khỏe. Mà có một điều đặc biệt là khi mà lên đi ngủ em cảm giác là em cứ ăn trở lại vậy, thì cái cần em bật cả cái file ghi âm của cả thầy cô lên là em ngủ. Còn ngồi học thì là em sẽ học được này. Còn ví dụ mà em nằm xuống mà đi ngủ, mà khi nào tăng trở á, em bật vít lên là em sẽ ngủ.
giống như miên rồi luôn thế nào. Vậy em cũng khi vào viết thì em cũng đặt ý á, là cũng nhân duyên đối với em mừng lắm. Là khi bắt đầu vô viết được Mở một bình hồng thôi mà. quả Nó tin sinh hoạt với mọi tới người á, hỏng ôm thôi. quả tin sinh hoạt với mọi người thì em cũng đặt ý là ơi cùng nữa đó, em muốn làm cái tại Quảng Bình, Bình là làm cái trung tâm giáo dục trẻ trải nghiệm cho em. Vậy em cũng nguyện á là mình đang học tập thật tốt về tại Quảng Bình, Bình đi. Em mong muốn là đưa cái kiến thức nội tâm này là vào các nhà trường thầy cô để ở Quảng Bình, Bình cũng được như các tỉnh khác hay nữa được học kiến thức này và đưa đến những cái kiến thức này cho mọi người ạ. Đó là cái tâm ý của em khi mà bắt đầu vào quýt, mà em thấy là ngày hôm qua thầy dạy về cái hình ảnh nhá, hình ảnh em khá rõ và em mong muốn là mình sẽ có một cái kết quả nhất định thế ạ. Mong muốn cái gì ta? Chị chưa nghe rõ chị. Dạ, thứ nhất là em mong muốn là trở thành một nhà chuyên một chuyên viên tư vấn huấn luyện nội tâm. Cái lộ trình rõ ràng đó là sẽ trở thành mentor, master, và là mình sẽ thành nhà giáo dục học gia đình, tiến sĩ hạnh phúc và học tiếng Anh tâm thức thật giỏi để đưa cái kiến thức giáo dục tận gốc này đưa ra khắp Việt Nam và toàn thế giới thế ạ. Dạ. Nói tiếp đi chị, em đang nghe đó. Dạ thì đó là cái tâm ý của em á. Em cũng rất là hạnh phúc. Hứng quá nên là để cho nói mà. Em cực kỳ hào hứng thôi, cực kỳ biết ơn thôi. Nhưng thực sự đó là cái từ trước đến nay á, thì thực sự thì em là một con người á mà luôn có đích đến. Khi chưa biết quýt á thì em cũng có đích đến. Vì em là người lớn lên và trưởng thành trong cái gia đình mà giống như là có vấn đề về tài chính, có vấn đề về nói chung mối quan hệ với cha mẹ cũng có vấn đề, giống như cha mẹ là không hòa hợp. Nhưng mà em từ độc lập tự chủ từ trước lên từ nhỏ lên đó, thì mọi thứ là mình sẽ tự quyết định, và biết ơn cha mẹ thì ba cha mẹ em á là luôn tin tưởng em, mặc dù là cha mẹ em lên ở quê ở nông thôn á sẽ không biết được là cái việc mình sẽ làm đi ra xã hội như thế nào á, nhưng mà trong tâm của em thì luôn đặt ra một cái hình ảnh tương lai của em như răng như răng. Và từ trước em cũng nghiệm lại thì thực trạng của em, cuộc sống của em á, và dựa vào những cái kiến thức thầy dạy hôm qua thì đúng ạ, những gì mình á ngay từ khi đi học á là em đã đặt ra một cái là mình học ra là phải trả hết nợ cho cha này cho mẹ này. Em từ khi em học xong rồi là em đặt một cái ý là phải trả hết nợ cho cha mẹ này, xong rồi xây nhà cho cha mẹ này, xong rồi là phải lo cho anh trai này, lo cho hai đứa em đầy đủ gia đình, con đầy đủ về vật chất để cả em tự lo này. Xong rồi đặt ý là khi em hoàn thành thì em sẽ phải có cho cha mẹ một khoản về hưu, vì em thấy là cha mẹ cả một thôi á, không có tiền để nữa thì chỉ lo cho con cái thôi. Và xong sau này lên biết là cha ai thể lo cho cha mẹ, nên thử là em đặt ý là phải có cha mẹ một khoản về sau trong tài khoản này, để cha mẹ sau này hưởng ra khi mình có thể lo được hoặc không lo được. Và em đặt ý đến tất cả mọi thứ, và khi mà đến ngay tại thời điểm này á thì em cũng đã làm được cái việc đó, là rằng là lo cho cha cho mẹ cho anh cho em, lo cho cha mẹ một khoản, cho anh chị em một người một khoản, một ít. Và em đặt cái tâm ý đó, và khi cái mục tiêu mình đặt ra là mình sẽ có cách để làm những cái việc đó. Và em thấy thì dù trước đây mình không được học kinh nghiệm lại cuộc sống của mình, thấy là những cái nguyên lý á, công thức cội nguồn cuộc sống á, thầy đưa ra quả đúng luôn. Và em thấy là em vững tin, và bây giờ em đặt ra
Cuộc đời em bây giờ hiện tại giờ trở đi là bước qua một trang mới, và em đặt ra một cái hình ảnh mới, một cái lộ trình mới, một con đường mới mà em đang lần lượt đi ạ. Mà mọi người giữ hình và thầy giữ hình cho em và hỗ trợ cho em thêm với ạ. Hứng quá ha. Dạ, nó cho tao hứng thầy ạ. Coi lướt TikTok hả? Chị lướt TikTok cái thấy xoay hông giữ chuột hả? Xoay hông Dạ giữ đúng chuột rồi thầy. Dạ. phù hợp. Ừ. Thấy xoay hông giữ chuột của cô Phạm Ngọc hả? Dạ thầy. Xong rồi vô sinh hoạt nhóm. Dạ thì nghe nói là em thấy là trên đó là em cũng tập làm theo, xong rồi là em thấy là họ lên tổ chức quýt, rồi xong là em lên nữa thì lên là thấy nói tổ chức thâm tuyệt đức, và xong là em tìm hiểu thì em xong em đi vô thì và xong em đi vô thì nhờ các thầy cô trong kết nối thì em cũng sinh hoạt với mọi người và cùng biết đến. Mấy cổ cũng có cộng đồng, cũng làm cộng đồng á, cũng mang trao đi giá trị triết Dạ lý giáo đúng dục. rồi ạ. Dạ đúng rồi ạ. Mấy cô ở cùng tuyệt vời làm thế ạ. Rồi vậy thì tốt rồi, học tập thuận duyên thì học tập theo hay chị Hoàng Dạ, học. tội nghiệp đồ em ghê lắm thầy. Em thấy là tội nghiệp quá vô em quá nữa luôn. Hào hứng nhưng Dạ. cũng vừa vừa thôi, có nghĩa là khoái học rồi đó thì tốt quá rồi, có sức Dạ. hút học thì tốt rồi, nhưng mà từ từ nhưng mà tốt, Dạ. có tốt cảm nhận gì thì tốt ha. Dạ thầy, em biết ơn thầy lắm ạ. Thì tại vì giống như em cũng say mê rồi đó, nhưng đều em cũng cân bằng giữa cái việc học và việc gia đình. Thầy từ ngày vô ý đó, em chủ yếu là bố ăn học, nhưng trong trong cũng hỗ trợ rất là nhiều, và con cái cũng thay đổi rất là nhiều. Ngay cả bản thân em á, em thay đổi cực kỳ nhiều thế nào. Trước đây em rất là nóng tính, ở tí là nổi giận vì con thôi. Nhưng mà từ ngày học rồi thì không bao giờ em nạt con hay nói con nửa tiếng và con cũng thấy được cái việc đó với con. Không nạt con, chỉ có chửi con thôi hả? Dạ không thầy. Con em đừng bảo là mẹ mẹ bị thầy nào á, mẹ mẹ bị thầy nào á, xong rồi mẹ cười nụ cười giả tao nữa xong cháu á, thấy mẹ con cười mà. Con trai em bảo là mẹ rồi em bị thầy nào á mẹ, xong đây bảo là thôi rồi mẹ đừng có cười lắm nụ cười giả tao á nhé, con thấy mẹ cười cả ngày. Nhưng mà em hỏi lại thì con chỗ mẹ cười có vui không? Mẹ vui. Để con có thấy mẹ bữa nay nữa không vui vẻ với hai đứa không? Nó già có. Rồi hai đứa có thích không? Nó già có. Già nhất là em mừng lắm thầy. Dạ Ừ. Biết ơn chị. biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Ừ, biết ơn chị. Giữ hình rồi ha. Dạ. Mong thầy và mọi người giữ hình ạ. Sau này cần chị em phụng sự cống hiến thầy và các cô cứ gọi em nhá. Mọi người cần chị cứ alo em nhắn tin cho em ạ. Ủng hộ tinh thần cống hiến gánh vác. Dạ. Yeah. Dạ. Xin mời Lê Thị Thảo. Dạ. Em xin kính chào thầy Nhật Anh và chào tất cả các anh chị có mặt ở trong lớp Thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui ạ. Em là Lê Thị Thảo. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Hiện giờ thì Lê Thảo cũng đang trong một lộ trình bồi dưỡng để trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm là Mentor 5 ạ. Thì vừa xong á, Lê Thảo có được nghe cái sự chia sẻ từ chị Hạnh Dung này, từ chị Phan Hòa này, thì không biết sao thấy vui vui lắm ạ. Tức là Lê Thảo có nhớ lại cách đây hơn 1 năm á, thì Lê Thảo cũng rất là háo hức và chờ cái ngày được mình được vào học Mentor 5. Và thật sự là các anh chị
Lê Thảo thấy là thông qua những cái bài học mà các anh chị chia sẻ ấy, thì thấy là các anh chị rất là chưa vào học mentor nhưng rất là thấu suốt tri thức và rất là xịn nhé. Một năm trước lúc đó thì khi chưa mới học ở trong lớp cộng đồng và chưa bước vào mentor thì học các tri thức này thì Lê Thảo cũng học đi học lại và nghe ghi âm cũng nhiều khóa, nhưng mà có nhiều cái chưa có ngộ ra sâu sắc như các anh chị chia sẻ. Nên là khi khi được nghe bài học tâm đắc của các anh chị ấy, thì Lê Thảo cảm giác rất là vui á, vì thấy là càng ngày cộng đồng của mình á càng các anh chị càng chuyển hóa rất là đặc biệt, nên là thích á, Lê Thảo rất là thích. Và ngày hôm nay thì cũng rất là biết ơn cái cảnh mà Lê Thảo vào cũng như là được để cùng cả nhà, thì Lê Thảo muốn chia sẻ một cái hiện thực ạ, một cái hiện thực mà nó liên quan trực tiếp đến bài học ngày hôm qua của thầy Nhật Anh là tìm về nhân sâu trong con người chúng ta dưới góc nhìn về khoa học, là công thức cội nguồn cuộc sống ạ. Thì trong công thức cội nguồn cuộc sống á thì nó có hai 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 cái trọng điểm. Một là cội nguồn cuộc sống nâng nâng cái nhận thức của mình lên á, là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, thì cũng và một cái nữa đó chính là để mình kiến tạo cuộc sống của mình, cuộc đời như ý á, thì nó sẽ là đổi hình và đổi thì sẽ đổi quả. Thì thời gian gần đây thì Lê Thảo có một cái hiện thực này và mong muốn được chia sẻ cùng với cả nhà là giai đoạn trước thì Lê Thảo thật sự là biết biết là lý thuyết là như vậy, nhưng mà khi mà đi vào cuộc sống ấy thì nhiều khi mình ứng dụng chưa có được ấy, mà thật ra cũng không phải là lúc nào trong cuộc sống mình cũng nghĩ là cái phần này là mình phải lấy tri thức gì ra để ứng dụng, mà thật sự tri thức nội tâm khi mà nó thay đổi trong nhận thức và nó đi vào cuộc sống của mình thì nó sẽ là tự nhiên á, một cách tự nhiên mình hành động như vậy. Thì thời gian gần đây Lê Thảo nhớ là cái ngày cách đây khoảng 2 tuần, thì bữa hôm đó thì Lê Thảo có về quê. Về quê thì hai mẹ con đi về quê, thì chồng của Lê Thảo không có về. Thì buổi sáng sớm thì Lê Thảo có đi xe khách lên, nhưng mà lại hai mẹ con nhưng mà lại mang rất là nhiều đồ, thì mình không thể tự 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 xách cái đồ đó. Thì xe khách thì họ sẽ không chở vào tận nhà. Ở dưới này thì Lê Thảo mới dừng ở ngoài ngoài xe khách họ thả ở ngoài mặt đường lớn ấy. Thế là Lê Thảo với alo lên gọi cho ông xã là anh ơi anh ra đón em nhé. Thế là mọi thứ rất là vui vẻ đúng không ạ? Thế sau đấy thì bắt đầu ngồi chờ, hai mẹ con ngồi chờ mà con của Lê Thảo nhỏ á, thì lúc đó thì em bé còn đang kiểu giờ ngủ nữa, thì đang bế em bé. Thì chờ 5 phút, 10 phút thấy không có vấn đề gì hết á. Sau đó là 15 phút rồi 20 phút không thấy ông chồng đâu. Không thấy ông chồng đâu hết á. Thì như ngày xưa chắc là một cơn thịnh nộ ở trong nội tâm nó sẽ bắt đầu trào lên. Mà Lê Thảo không biết sao có một cái tính á là khi mà mình sân si mà mình tức giận á, ngày xưa là Lê Thảo rất là hay sân si á, thì mỗi lần mình sân si lên là mình bị khó thở, tức là nó tức lên nghẹn lên tận cổ ấy ạ. Rất là khó chịu. Thì lúc đó những cái lần vừa rồi ấy thì Lê Thảo thấy là 20 phút rồi. Xong rồi hơn 20 phút rồi vẫn không thấy ông chồng ra, thì Lê Thảo mới suy nghĩ là không biết là có vấn đề gì không hay là ông này ngủ quên. Thì Lê Thảo mới quyết định là thôi không thể ngồi đây để chờ được nữa. Thì kệ hết tất cả đồ ở đấy, thì mới kêu một cái bác, có một cái bác bán thịt ở gần đấy, thì mới nói bác là bác cho cháu gửi đồ ở đây, cháu đi bộ về xong rồi cháu ra lấy sau. Thì hai mẹ con bế nhau về, thì khi mà về đến nhà ấy, thì mở cửa đi vào thì thấy ông chồng đang ngủ cả nhà. Thấy ông chồng đang ngủ thì lúc này đang thấy ông chồng đang ngủ thì Lê Thảo mới mới gọi ông ấy dậy á, mới gọi ông xã của mình dậy, thì ông ấy không dậy luôn. Cũng không biết cái bối cảnh là tối hôm trước ông ấy mấy giờ đi ngủ nhưng mà ông ấy không dậy luôn ạ. Thế lúc đó thì liêm chính nội tâm á, liêm chính nội tâm là lúc đó Lê Thảo có một cái cảm giác là cũng không được vui vẻ lắm, vì mình bị cho leo cây mà mình phải chờ ngoài như vậy thì mình cũng không được vui vẻ lắm, nhưng mà hình như mình cũng không bị tức giận như trước đây.
thì Lê Thảo mới để con ở nhà, sau đó thì em bé nhỏ, nhưng mà nếu mà nói em bé là ngồi im ở trong nhà thì em bé cũng nghe, thì để em bé ở nhà, sau đấy thì đi tự tự đi ra lấy xe máy, đi ra để lấy đồ về. Thì ngay trong cái ngày hôm đó thì có một cái hiện thực là sau đó thì Lê Thảo về và cất đồ bình thường và cho con đi học, sau đó thì đi làm. Sau đó thì Lê Thảo mới suy nghĩ về cái bối cảnh đó. Suy nghĩ về cái bối cảnh đó thì Lê Thảo mới 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 nhận ra là Lê Thảo mới tự hỏi bản thân mình một cái câu hỏi là tại sao bối cảnh này lại diễn ra với mình. Tự hỏi mình như vậy, và cội nguồn bắt đầu từ mình á, thì tại sao bối cảnh này lại diễn ra. Thì Lê Thảo đầu tiên á, là Lê Thảo không còn tức giận nữa, mà Lê Thảo nói, Lê Thảo có tự dưng lúc đấy có nhận thức là cội nguồn bắt nguồn từ chính tôi, nhưng không phải lỗi do tôi. Cội nguồn bắt nguồn từ chính tôi, vậy thì đầu tiên là cội nguồn đến từ tôi, thì Lê Thảo không có tức giận và chửi ông chồng nữa, mà mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Sau đó Lê Thảo mới rút ra bài học á, là suy nghĩ là tại sao bối cảnh này lại diễn ra đối với mình. Thì Lê Thảo mới nhận ra là mình đang gặp phải một cái bối cảnh mà liên quan đến bị mất thời gian, tức là người khác đánh cắp cái thời gian đó của mình. Nhưng mà thì mình tự hỏi bản thân mình ấy, có khi nào mình đánh thời gian của bản thân mình và của người khác không. Thì Lê Thảo mình thấy quan sát lại chính bản thân mình, thì Lê Thảo mình thấy là mình đã gieo những cái nhân là có những lúc mình vượt đèn đỏ, rồi có những lúc á là mình đi làm trễ, tức là công ty quy định là 8 giờ chẳng hạn, 8 giờ 5 phút mình đến, hoặc là 8 giờ 15 phút mình đến. Rồi là có nhiều khi á là mình hứa với bản thân mình, tín với bản thân mình là mình hứa là sáng mình tư duy, mình suy nghĩ là sáng ngày mai 5 giờ mình sẽ dậy hay 4 giờ mình sẽ dậy, nhưng mà mình có dậy trễ hơn, tức là mình tự tự thất hứa với bản thân mình. Thì đó là những cái thì lên học đấy là mình đã gieo những cái nhân đó, thì bây giờ mình gặp một kết quả về thời gian như vậy. Thì lúc đó thì Lê Thảo rút ra cái bài học á, là mình phải giữ chữ tín với chính bản thân mình và những người xung quanh, để mình bảo vệ bản thân và cái thời gian của mình. Thì thông qua cái bối cảnh đó thì tự dưng Lê Thảo mới nhận ra là ô, nếu là trước đây ấy, hình như là chắc là mình sẽ làm sao ta chuyện với ông chồng, nhưng mà ngày hôm đó thì gia đình vẫn rất là êm xuôi, không có chuyện gì xảy ra, không có một cơn bão tố nào. Thì sau đó thì Lê Thảo cũng không có nói gì với ông chồng nữa, và tối hôm đó về thì ông chồng đến và ôm Lê Thảo và kiểu như rất là xin lỗi, rồi năn nỉ xin lỗi, rồi là thì Lê Thảo cũng không có gì cả, nhưng mà mình cũng không có tỏ ra là ồ cội nguồn đến từ em. Lê Thảo không có nói như vậy, mà Lê Thảo bảo là ô thế anh có lỗi gì. Thế là lúc đó ông ấy tự nhận là ồ anh xin lỗi, anh thế này thế kia, lần sau anh cũng như thế nữa. Nhưng thật ra trong nội tâm của mình không có trách ông ấy, thì ông đã tự thay đổi, mà ông đấy lại có cảm giác là mình rất là bao dung, nhưng thực tế thì mình cũng không có bao dung gì cả, thì như là mình đang tự bảo vệ bản thân mình thôi. Thì thông qua cái bối cảnh như vậy thì Lê Thảo mới nhận ra được, rút ra được cái bài học, và mình thấy là cái này á là ứng ở trong cái công thức cội nguồn cuộc sống á, là nâng cái nhận thức của mình lên là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi nhưng không phải lỗi do tôi, để mình tự bảo vệ bản thân mình. Bởi vì nếu như mà mình tức giận hay mình đổ lỗi ra xung quanh, rồi mình đổ lỗi cho người khác, rồi mình sân si ấy, thì như là mình là người khó chịu nhất, và mình có khi mình không làm được việc gì cả ngày hôm đó luôn, nhưng mà hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường êm xuôi. Thì đó là một cái hiện thực cũng rất là vui, mà mới đây thì Lê Thảo vừa mới trải qua, thì nó cũng liên quan trực tiếp đến bài học công thức cội nguồn cuộc sống mà thầy chia sẻ ngày hôm qua, nên là cũng rất là mong muốn được chia sẻ lại cái hiện thực này với cả nhà mình ạ. Rất là biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã lắng nghe hiện thực của Lê Thảo ạ. Em xin hết ạ. Biết ơn Lê Nhắc Thảo. một người thân của mình thờ như thế là Có hiện thực ha, có nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, tự nhiên mọi chuyện đơn giản liền đúng không Lê Thảo? Cũng không thấy tự nhiên cái không thấy có vấn đề.
Biết ơn Lê Thảo nghe, có hiện thực cho cả nhà. Rồi, xin mời tiếp tục, xin mời anh Thành Nguyễn. Alo, thầy nghe em nói không thầy? Dạ nghe. Để chờ xíu. Mạng ổn rồi. Nãy đây mưa nó mạng nó chập chờn đó thầy. Em phải kiểm tra lại. Ngày nay hay vậy? Tôi vừa bảo mà. Dạ em biết được thầy gọi tên em ạ. Em chào thầy, chào cả nhà, chào tất cả mọi người ạ. Đầu tiên thì em biết ơn đến thầy, đến cộng đồng Quýt cũng như là biết ơn đến nhân mạch bạn Hồ Văn Dinh đã giúp em kết nối đến với tổ chức Quýt ạ. Em có thể ngồi đây chia sẻ những cái bài học của mình. Thật sự là trong hôm nay là ngày thứ mấy thứ tư thì khi mà học Quýt á, em thấy rất là giá trị lên thầy. Giống như mỗi ngày được sống một cái ngày mới mà trước mình nghe file ghi âm mà bây giờ nghe lại giống như nó mới hoàn toàn đó thầy. Nó có thêm rất là nhiều bài học. Và những bài học đấy thì nó bắt nguồn từ từ trong chính cái cuộc sống của chính mình. Và đi vào sâu trong nội tâm mình luôn. Và cái bài học tâm đắc mà em nhận ra vào cái bài học vừa rồi đó là về cấu trúc con người á. Thì trước đây khi mà làm việc hay là trong cuộc sống hay mọi thứ thì mình đi theo một cái quy trình cũ, đó là suy nghĩ rồi hành động rồi mọi thứ rồi chọn lựa ra cái kết quả, mà kết quả thì do nhân do duyên và ra tạo ra kết quả như ý á thầy. Thì giờ thì sau khi mà học quýt xong thì em mới nhận ra là cái hình ảnh của mình trong tâm trí mình cực kỳ quan trọng, nhất là cái niềm tin đó. Cái niềm tin của cuộc sống con người đó, nó quyết định bên trong, quyết định bên ngoài. Và em kể một cái câu chuyện là cách đây năm 2016-17 cái năm đấy là em có khởi nghiệp bên 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 hồi đấy là bên thương mại điện tử. Em khởi nghiệp bên thương mại điện tử, hồi đấy có Lazada rồi Tiki vậy. Hồi đấy em khởi nghiệp cũng 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 làm được 1-2 năm rồi thất bại á. Nhưng mà hồi đấy mình thất bại, nhưng mà mình không nhận ra là tất cả là cội nguồn nó bắt nguồn từ chính mình, và mình đổ lỗi cho nhân viên, cho đối tác rất là nhiều luôn. Và lúc đấy nó mang đến một cái năng lượng rất là xấu luôn. Nó có thể là một một cái năm đấy bị trầm cảm luôn đó. Nhưng mà sau sau này khi mà ngồi nhìn lại và học quyết thì em mới thấy là mình ngộ ra rất là nhiều từ những cái bài học trong cuộc sống, tức là trong khởi nghiệp và trong kinh doanh, cũng trong mối quan hệ và gia đình. Và cũng trong cái năm 2017 đấy thì tự nhiên thì khi mà em kết thúc cái công việc khởi nghiệp bên 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 thương mại điện tử đấy, bên lĩnh vực thời trang, thì em mới nghĩ ngay đến là hồi đấy em đọc được một em có xem được một video trên YouTube á, thì có một cái nhà đầu tư mà em rất thích từ hồi học cấp 3, nhà đầu tư là Charlie Munger á, nhà đầu tư mà giống như cặp song hành mà đầu tư với ngài Warren Buffett á. Em rất mến mộ, tại vì mến mộ về cái nhân cách sống cũng như là về 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 cái cách xây dựng lối sống về đầu tư. Và trước đấy thì em cũng rất là thích kinh doanh đầu tư. Và em hầu như là trong 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 cái tủ sách của em thì lúc nào cũng có mấy cái cuốn sách đầu tư á.
và em không biết là lúc đấy là mình đang giữ hình trong tâm trí á. Nhưng mà hồi đấy thì có nghe đến cái khái niệm mà đầu tư á, là bạn muốn trở thành một cái nhà đầu tư xuất sắc, một cái nhà kinh doanh giỏi, bạn có phải 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 có được cái tâm thái và cái gọi là trí tuệ phổ thế. Ở đấy em cũng không hiểu, thậm chí em không hiểu luôn, em không hiểu là trí tuệ phổ thế là như thế nào, hay là tâm thái của nhà đầu tư như thế nào á. Ở đấy rất là nhiều thứ nó cứ hiện hiện trong đầu mà em không biết được để mà đi 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 tìm lời giải. Và sau này thì em mới tìm ra là cái trí tuệ phổ thế là một cái người mà tư duy kinh doanh hoặc là đầu tư á, người ta có đến tận cả hơn 100 loại tư duy, hơn 100 loại tư duy có về 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 tư duy về về nhân sinh này này, hoặc là tư duy về trong cuộc sống, rồi mọi khía cạnh về thiên văn học, rồi về vũ trụ, rồi là về địa lý, về lịch sử, rồi mọi thứ về chính trị ấy. Lúc đấy em mới nhận biết. Và hồi đấy thì có nói một cái là khi mình làm một cái gì đấy, mình thích một cái gì đấy, thì mình phải dấn thân vào nó, phải nhìn thấy nó, phải tương tác với nó và phải biến nó thành hiện thực. Nhưng mà đầu tư mà tư duy tới tới có tới phải có tới 100 loại tư duy rồi mới đầu tư được, chắc người ta nghĩ đầu tư hết luôn quá. thì ông ấy là ông là đưa ra cái khái niệm tư duy phổ thế, thì ở đây em mới tìm hiểu, em cũng không biết gì. Sau rồi trong cái quá trình đầu tư sau này của mình thì càng đầu tư thì được thì cũng được mà mất cũng mất, mình cũng không biết lý do tại sao luôn. Và thì trong đấy thì có nói một cái là khi mà đầu tư hay kinh doanh thì phải dấn thân vào cái nghề tài chính, nghề ngân hàng, một số thứ. Thì hồi đấy là em có cái suy nghĩ em bắt buộc em phải vào ngân hàng, em làm lại từ đầu, em hỏi là cái dòng tiền nó đến từ đâu, tại sao người giàu lại người ta lại mang tiền đến ngân hàng nhiều vậy. Trong khi mà người ta bắt tiền có nghĩa là làm việc á, em phải tìm hiểu ra. Thì chắc em công tác bên hồi đấy tự nhiên em nghĩ ngân hàng, thì sau này tự nhiên là có một lần em nộp CV trên mạng thì có ngân hàng gọi em đi. Và lúc đấy thì cái hình ảnh trước đấy về em về ngân hàng là nó cách chắc cả phải 4 năm á. Thì sau 4 năm đấy thì em mới đi làm ngân hàng thật sự luôn. Sau khi mà phỏng vấn rồi thi rồi các kiểu á, thì đi vào ngân hàng thì mình đi tìm cái câu trả lời á. Đi tìm câu trả lời thì vào ngân hàng làm được 2 3 năm gì đấy vỡ mộng. Mình nghĩ không phải là mình đi tìm cái câu chuyện về tiền của người ta là mình sẽ đầu tư ok rồi mọi thứ, mà mình phải 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 đi tìm cái thứ khác đó. Là xong rồi thấy em mới thấy người giàu thì cũng có nhiều loại giàu, người giàu về vật chất, có người thì giàu về trí tuệ, có những cô chú thì gửi tiền tiết kiệm ngân hàng rất là nhiều luôn, và có nhiều doanh nghiệp trong đấy em đã gặp và họ đầu tư rất là giỏi, và họ có một cái gì đấy gọi là trí tuệ, rất là có trí tuệ luôn. Thì em lúc đấy em mới nhìn nhận ra vấn đề là lúc đấy là muốn kinh doanh, muốn đầu tư hay mọi thứ thì nó bắt nguồn từ bên trong con người, không phải là mình đi kiếm cái thứ bên ngoài gọi là thứ tư duy á, mà cái thứ bên trong thì không có ai dạy hết á. Ở đấy không có ai dạy hết, có đọc đọc nhiều sách cũng vậy à, hoặc là nghe những người thành công người ta kể những cái câu chuyện trên mạng nó cũng vậy à. Nhưng mà đúng thật sự là chỉ có nếu mà hiểu về trí tuệ, hiểu về mọi thứ, em nghĩ bây giờ chắc đất nước Việt Nam chắc chỉ có quýt. Em nghĩ chắc chỉ có quýt. Và em nhận Có đâu, ra em phải đâu, không có quýt thì có quỳnh. em không biết, em không biết tương lai thì có bao nhiêu tổ chức, nhưng mà hiện tại á thầy, hiện tại thì em thấy có quýt, Không có mọi quýt thì thứ. có quỳnh, có quéo, có quýu.
Thì sau khi mà thấy được những cái cô chú mà giàu thật sự, họ giàu về cách sống, giàu về tâm thái, giàu về mọi thứ, bảy sự giàu toàn diện á, mà đấy thì cứ nhìn chằm chằm vào vật chất không à, cứ nhìn chằm chằm xong rồi mình hay có cái tính mà tò mò bắt chước á thầy. Mình thấy người ta như thế nào thì mình cũng làm vậy, mình thấy người ta đầu tư gì mình cũng bắt chước, nhưng mà thật ra là nó ra kết quả hoàn toàn khác luôn, nó không có giống cái gì mà mình tưởng tượng hết á. Có nghĩa là lúc đấy thì mình mới hiểu là có cái gì đấy bên trong chứ không phải bên ngoài, có cái gì đấy bên trong mà bắt buộc mình phải đi tìm cho bằng được luôn. Và em cũng bắt đầu có một thời gian em nghe mấy anh chị giàu xong em bảo là ồ thì bây giờ muốn có cái này nọ thì đi chùa. Bữa nay thì làm từ thiện, chỉ biết đến vậy thôi, có nghĩa là đi chùa rồi đọc kinh sách rồi là làm từ thiện, đó đi 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 từ thiện các cái dân nghèo rồi là mọi thứ ấy, mình biết được có đến vậy thôi. Thật ra không không còn thứ bên trong mình thì nó phải có thứ gì mới thay đổi được. Và dần dần là mình cứ đi tìm, mình cứ đi tìm, và mình đi tìm mãi, xong khi mà em phải thật sự em làm kinh doanh, em đầu tư xong á, đầu tư xong cũng cũng kiếm được số tiền bộn tiền á, nhưng mà kiếm kiếm xong rồi người ta cũng bảo là đi đầu tư bất động sản này, đầu tư chứng khoán này, crypto, Bitcoin rồi đồ này nọ, mà mình không thấy hạnh phúc, mình thấy cái đấy nó sao sao á, mình thấy mình kiếm tiền về nhưng mà không biết tiền từ đâu á, tiền kiếm tiền nhất là cái thời điểm mà 2020, 2021 thì cái đợt dịch á, thì cả cộng đồng bị lockdown là cái thời điểm mà em ăn chứng khoán rất là nhiều luôn, nói là ăn thì nó cái ngôn từ nó phải dân ta ăn á, ăn được rất nhiều tiền, nhưng mà sau này thì khi mà mang cái tiền đấy đi đi đầu tư đồ này nọ thì thấy cũng không có ý nghĩa nhiều, mặc dù là có mang cái tiền đấy đi đầu tư, hoặc là giống như cái nôm na ra là đi từ thiện á, đi từ thiện phát gạo hoặc là đi từ thiện cho hộ gia đình khó khăn hoặc xây cầu gì ấy, nhưng mà mình chưa tìm được cái ý nghĩa thật sự luôn. Thì phải đến 2022 thì em với một lần mà đi cà phê với cái ông Dinh bạn em á, ông mới nói về mấy cái này này, 2022, 2023 ông nói mấy cái này, em bảo em mới nghĩ trong đầu đây, hồi đấy em sân si á, em mới nghĩ thằng bạn mình sao nó nói mấy cái này nó hâm hâm vậy, thằng này sao nó hâm hâm vậy. Nó chia sẻ về mấy cái mà trên trời dưới đất này, em mới gọi là người trên trời á, nhưng mà rõ ràng là khi mình nghĩ vậy, mình nói vậy, nhưng mà thấy ngày nào ông cũng chia sẻ luôn, ông nói có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, ông cứ mỗi ngày ông nói một câu làm mình suy nghĩ, mình cứ trăn trở vậy á, ông không nói gì, mỗi ngày ông cứ cho mình một câu vậy á, ông nói ông đi đầu tư mà ông không ngồi ra, ông Ông Dinh ông nói ác ông này nói ông câu ác, ông nghĩ ác thật, ông ác thật luôn á. Xong rồi 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 bắt đầu ổng kết nối với em với lại anh Phương, Huỳnh Lập Phương ở khóa khóa mentor, bây giờ đang đang thi mentor khóa 05 này, Huỳnh Lập Phương bên bên tập đoàn Nam Dương đấy, làm bất động sản á, thì ông nói bảo ông không hiểu thì ông gặp sếp tôi, gặp Phương nói cho, thì nói lần đầu cũng không hiểu, nói lần thứ hai cũng không hiểu, nói lần thứ ba cũng không hiểu. Sau anh Phương anh nói anh câu anh bảo Dinh à, mày về mày em gửi mấy cái file ghi âm cho này nó nghe là nó rõ hình nè, xong rồi cứ nói nghiệp rồi tổng nghiệp gì em không hiểu luôn á, nhức đầu luôn á. Thế rồi nó nói hoài cái sau này mới biết là bạn gieo duyên á, bạn gieo duyên, nhưng mà bạn biết người mình cố chấp, người mình không thể nghe được những cái thứ này, mình không thấy thứ này, bạn dần dần bạn gieo duyên. Thế là nghe gửi thì chắc là nghe ấy phải 3 4 lần á, nhưng mà cứ nghe đến bài 11 12 là tắt à,
nghe bài 11, 12, nhưng mà có một lần cuối cùng thì quyết tâm nghe hết 21 bài luôn. Xong rồi thấy nó vi diệu thiệt. Nó vi diệu. Nó vi diệu cái lại lại chính là em là người mà rủ bạn ấy. Em nói là ê, bên bên ông có tổng cộng có bao nhiêu khóa học vậy? Bên Quýt có bao nhiêu khóa học vậy? Quýt ở đâu vậy ông? Ông nói cho tôi đi, ông nói hết cho tôi về Quýt đi. Ông dành thời gian 2 3 tiếng kể về Quýt, kể về con người, kể về cộng đồng. Xong mình bảo sao hay vậy ta? Sao ông không nói sớm cho tôi biết? Mà bây giờ ông mới nói. Ông bảo tổng nghiệp ông á, tổng nghiệp ông, tổng nghiệp thức rồi đồ này nọ á. Bây giờ ông có phước lắm ông mới nghe được tôi nói, ông có phước lắm ông mới biết đến Quýt. Xong rồi càng nghe càng càng thích, càng nghe càng thích, càng nghe càng thích đó. Đến bây giờ thời điểm hiện tại mà được ngồi nghe anh chị cô chú hoặc thầy chia sẻ này là nói phước lắm luôn đấy. Và đúng là thay đổi không những mình mà thay đổi người xung quanh gia đình luôn. Và hiện tại thì có những mối quan hệ nhiều lúc mà trước đây thì em mối quan hệ với gia đình với ba mẹ không không có tốt, với anh em không hòa hợp. Thì sau này khi mà học xong thì mình về mình em có chia sẻ, mỗi lần mà về em có chia sẻ rồi có nói qua điện thoại rồi các kiểu, nhưng mà em nghĩ đến một ngày nào đấy nếu mà đủ duyên thì chắc em cũng kết nối cho ba mẹ học bên nội tâm bên Quýt, hoặc là học bên Cốt, hoặc là kết nối những người trong gia đình kể cả vợ em luôn. Tại vì em thấy không không bây giờ không không biết nói sao luôn á, nhưng mà Dinh nó kết nối em này làm rõ cái hình ảnh đâu đó. Mà khi mà có hình ảnh rồi á, em có một cái sự thực ở đây ngộ ra là có lời giải luôn á. Có nghĩa là người mình khi mà chạm đến được cái tâm mình nhớ thầy, khi mà có những cái niềm tin cho cuộc sống, niềm tin cho cuộc sống rồi đi vô duyên rồi tạo nhân tốt rồi duyên lành, thì lúc đấy nó chạm đến tâm can con người rồi mình có trí tuệ rồi mình mới nhìn thấy được cái tầm nhìn mình nhé. Ngày xưa xưa nay thì lăng xăng lắm, xưa nay cái tâm mình cứ đi đâu mà trước khi mà học quýt này là lướt TikTok hay lướt cái gì á là mình cứ bị cuốn theo nó. Nhưng mà hôm qua em nghe thấy thầy nói là ồ cái gì mà nó không có cái gì mà không ok thì lướt qua, thì từ bữa mà nghe xong cái là coi như là TikTok rồi là Facebook những cái gì không cần thiết là trên điện thoại là coi như là không cần thiết, chỉ liên quan đến cái công việc kinh doanh với trong cuộc sống thôi, còn ngoài ra là lóc hết luôn đó. Nó không có để ảnh hưởng nhiều đến tâm trí, mà những hồi đấy hay suy nghĩ chạy lang thang sang người hình ảnh gọi là đen tối trong đầu, hình ảnh sống xấu xấu nó nhiều lắm. Và bây giờ thì giống như là nó học Inquit này rất là hay, là đưa hình ảnh vào tâm trí mình ngày nào cũng tốt, mà mình nhìn thấy ai cũng tốt hết. Ngày xưa mình ra chợ xong rồi mua một ổ bánh mì hay là đi ăn cái gì đấy là người ta nấu mặn quá hoặc là cái này nó mình sân si lắm, bây giờ đón nhận hết, đón nhận sạch sẽ luôn ngon luôn đó thầy. Giờ là có hình ảnh tốt luôn, hình ảnh tốt không những về gia đình mình mà hình ảnh tốt về tất cả mọi thứ xung quanh mình luôn, thấy giống như cuộc sống nở hoa luôn. Và thật sự ra là hôm qua thầy mới chia sẻ thì em mới nhận ra là cái gì mình nhìn thấy mình nghe thấy nó rất là quan trọng luôn, nó hình ảnh hưởng đến niềm tin, ảnh hưởng đến hình ảnh tâm trí mình, là tạo ra cái quả như ý luôn á. Không phải là trong cuộc sống, trong kinh doanh mà kể cả về thể chất rồi về mọi thứ luôn. Mà càng học quýt thì càng cuốn, nào là thay đổi tư duy này, lớp thay đổi tư duy, lớp thay đổi gân cốt rồi các cái lớp về tài chính, về sức khỏe, nói chung là toàn diện hết luôn á. Thật sự là em không không biết là những cái bạn của em ở ngoài kia làm cơ quan mà biết đến cái này chắc là thích lắm này. Nếu mà có bối cảnh chắc em chia sẻ bối cảnh, chắc em nào đấy em cà phê em kết nối lại ngân hàng lên
lên chắc chia sẻ với mấy sếp ngân hàng ngày xưa ông làm việc ấy. Mà chuyện nói cho họ biết, dạ mấy anh có nhân viên thì lan tỏa cho mọi người biết. dạ bây giờ em trước em thoát khỏi cái ngân hàng ấy, em mới biết là nó trong ngân hàng là đến vạn câu chuyện luôn á. Mình Ngân cũng đồng hàng bộ hóa nhận thức á, mình cũng dạ đồng bộ hóa nhận thức trong kinh doanh cho một số tập đoàn đó, các ngân hàng rồi nữa, nên dạ là trong trong giới tài chánh được cũng có nghĩa là mấy anh chị các lãnh đạo cũng có biết đó. Mấy anh có học, quyết có đồng hóa nhận thức, có mấy chương trình là đồng bộ hóa nhận thức trong kinh doanh cho toàn bộ hết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đó. Dạ. Đồng bộ hóa nhận thức cho tập đoàn. Bữa trước em có lên ngân hàng Phương Đông OCB á, là ngân hàng cũ của em bên bên sếp á. Ngày xưa em làm gái OCB nữa. Thì có một cái là bữa trước em có trò chuyện với sếp bên ngân hàng bảo với hỏi thăm, bảo là chị giờ chị đang đau đầu lắm em ơi. Nó bảo nhân viên bây giờ làm giống như cái cảnh zombie á thầy, có nghĩa là làm bên ngân hàng mà bây giờ nó bị áp lực về tiền rồi mọi thứ á, mà nhân viên không có thấu hiểu, không có này nọ, nói chung là làm mệt lắm. Bữa sếp bên ngân hàng có đưa ra một cái văn hóa đó là mỗi nhân viên thì đến từ 7 giờ đọc sách, nhưng mà đâu được một tuần cái dẹp luôn rồi, đọc sách nhân viên đọc sách để nâng cao nhận thức được một tuần dẹp luôn rồi. Thế là chị bảo là coi khi nào có cái thứ gì hay hay chia sẻ chị với. Cái sau em bữa em mới nói là cái chị bữa nào ông gửi cho chị file vi âm bên bên quýt chị nghe nghe trước thì xem như thế nào, thì giống như giao duyên trước á, thì có gửi rồi, chắc chị đang nghe, thì chắc ngày nào đấy khi mà chị nghe thấu được thì chắc chắc chắn là những thứ này đến với những nhân viên ngân hàng bên kho quỹ, rồi là bên bộ phận tín dụng, rồi là bên bộ phận chăm sóc khách hàng và nhiều bộ phận nữa rất là cần những thứ này luôn. Gọi là tiền không mua được á thầy. những tri thức nội tâm á, tri thức giáo dục tận gốc á, đó là những tri thức rất dương, nó rất mạnh, và ai nghe hành học á thì thuộc ở cái tầng nhận thức cao, thuộc tầng nhận thức cũng đặc biệt á. Các anh chị có mặt ở đây, các anh chị nghe được hạp hợp và nghe thấu hiểu được tri thức triết lý giáo dục tận gốc, là đây nè, là những tri thức nội tâm mình đang trong lộ trình học tập nè. Các anh chị có phước báo đó. Có phước báo, có phước đức tốt, cái tần số cũng tương đối cao á, nên là nghe hợp, nên là lan tỏa ra cho nhiều người cùng nhận được. Hẹn có thể nói chuyện được nhiều cái nữa. Em biết ơn thầy, biết ơn tổ chức Nó quýt hiện và biết thực ơn dạ anh được nhiều, có trải nghiệm qua, đã trải dạ qua, hiểu sâu sắc, lấy dạ hiện thực anh chia sẻ cho mọi người. dạ Mấy ngày dạ tới đây, có một cái học phần là nhận thức đủ đầy về đầu tư, có Vậy một quá cái tốt rồi, vậy quá tốt thầy. nhận thức đủ đầy về đầu tư. Khóa này chắc mình nói được chủ đề này đó. Nay tại vì nghe anh nói đầu tư nào mà kêu đầu tư có phải 100 tư duy mới đầu tư được. Nghe xong chắc cứ bỏ đầu tư luôn quá. Và Em không ai nói muốn. thật với thầy là ngày xưa mấy em mà đầu tư bây giờ có cái câu nói mà ở trên mấy cái sàn chứng khoán của Việt Nam á, HOSE hoặc là một số cái sàn H-Index là nói là trên đấy nó giống như cái sới bạc á thầy. Có nghĩa là lâu nay anh em đầu tư ở Việt Nam có một cái góc nhìn về đầu tư chứng khoán nó rất là xấu luôn. Tại vì mất mát rất là nhiều. Đầu tư nhiều thì mất nhiều, đầu tư ít thì Mình có thể là thay đổi nhận thức về đầu tư, chỉ có nhận thức cái biết của mình đó,
hình ảnh tâm trí tạo từ nghe thấy nói biết, thì trong đó có cái biết là những gì mình biết về đầu tư, nó cho mình hình ảnh của mình về việc tài chính hay đầu tư kinh doanh có đẹp hay không, có đơn giản hay không, là nó lệ thuộc vô cái biết của mình. Nên đó là mình thay đổi cái biết, thay đổi nhận thức đủ đầy về đầu tư. Có được nhận thức đủ đầy về đầu tư thì ngay tức khắc đổi hình nè. Mấy ngày tới nè, mấy ngày tới khi nào tới cái có bối cảnh á, có bối cảnh các anh chị nhắc Nhật Anh nha. Thành Thành với các anh chị, mấy anh chị nhắc Nhật Anh, cái Nhật Anh nhớ được lúc đó, nhớ là lúc đó có bối cảnh nhưng mà trực nhớ có học phần đó. Tại vì nó có thể đem vô bất kỳ chỗ nào. Bây giờ nói luôn cũng được nhưng mà nó lại sau này nói mấy ngày tới. Tới học phần kia nói thì nó sẽ dùng cái mạch đó, nó có thể hỗ trợ cho các anh chị được. Em Nhận biết thức đủ ơn thầy lắm luôn á. Dạ bây giờ chắc em xin phép em nhường cho một số anh chị khác, em nói nhiều quá rồi. không nhiều đâu, nói chia sẻ hiện thực mà tốt mà. Dạ em biết ơn thầy, em biết ơn quý, biết ơn tất cả anh chị đã lắng nghe từ trước Biết đến ơn giờ hiện của em. Dạ. mấy ngày tới ha, mấy ngày tới Dạ. nghe nhận về về đầu tư. Dạ. Dạ em cảm ơn thầy, em biết ơn thầy. Dạ. Em hạ thầy. Em nghe mà không hiểu được thì nhiều thì tần số năng lượng em thấp phải không? Dạ không đâu. Còn có mặt ở đây nghĩa là tần số đã không có thấp. Tần số ở đây cũng tương đồng á. Cứ tiếp tục nghe tiếp là qua thời gian thấu hiểu hết nè. Tại tri thức đơn giản lắm. Tri thức đơn giản để thấu hiểu. Tới một ngày tự nhiên bùng lên cái ngộ ra hết trơn luôn. Hàng. Lan thì nè. Lan Thi hay là Thị Lan ta? Anh chị cứ tiếp tục đồng hành với lộ trình. Rồi, nếu tốt nữa các anh chị tập thay gân đổi cốt để thay đổi được thân người. Thân mình nó tác động tới năng lượng của cơ thể mình. Ngày hôm nay mình nói tới học phần này nè. Cái hệ quy chiếu về cấu trúc con người á. Chúng ta sẽ hiểu về các tần số điện từ á, tác động tới thân người mình ra sao, tác động tới nội tâm mình ra sao. Thì hay có vận động thể chất thay gân đổi cốt nữa thì tốt quá. Rồi sau đó các anh chị cứ tiếp tục đồng hành học tập. Qua thời gian ngộ ra sâu sắc. Nha. 8 giờ 10 à. Nhưng anh mời một anh chị nó chia sẻ nha. Mời một anh chị nó chia sẻ rồi rồi mình vô ha. Xin mời Tiết Trần. Không biết được rồi đó chị. Dạ, em chào thầy. Trân trọng biết ơn thầy, biết ơn đến các bé, biết ơn tới các anh chị. Em xin giới thiệu là em tên là Trần Thị Ánh Tuyết, em sinh năm 1980, hôm nay em được 20 tuổi. Nhân duyên của em đến với Quýt thì nó rất là... nhân mạch của em là anh xã của em là anh Đặng Đức Tuấn, thì ngày nhân duyên đến em biết đến Quýt thì ngày mùng 24 Tết thì em á, là người Đà Lạt và hiện nay em đang sống ở Biên Hòa. Thì gia đình trong trong bối cảnh là gia đình đi về quê ở Đà Lạt ăn Tết, thì hai vợ chồng và hai đứa con thì đi trên chuyến xe đi về Đà Lạt. Thì ông xã em ảnh với mở quýt thấu hiểu nội tâm ra nghe trên xe từ từ chuyến đi từ từ Biên Hòa về về Đà Lạt. Thì em mới nói anh mở cái gì, thật ra em đi xe em mệt rồi mà anh lại mở cái gì nghe em không hiểu. Thì anh nói anh mở nghe, xong rồi ảnh với lại con gái em là bé bé Hân á, là năm nay 23 tuổi, thì đi thì hai hai ba con nghe và đồng ngôn, có nghĩa là cùng cùng chia sẻ được cái câu chuyện của Quyết, thấu hiểu nội tâm. Thì em mới nói sao mà nghe cái gì á,
không hiểu sao đi nó bị đau đầu quá. Thì trên chuyến đường đi thì em cũng có nghe một cái thông tin là trong này nó có chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, thì em lại chú tâm vào cái vấn đề sức khỏe và làm đẹp thôi. Thì trên cái quãng đường đi á, thì hai cha con đều nghe và bé gái hiểu và chuyển hóa được từ chữ trên xe và biết. Lên tới trên Đà Lạt rồi và ăn Tết xong á, thì là ngày mùng 7 Tết, thì em với ngồi nói chuyện ở quán cà phê, thì gia đình ngồi nói chuyện với nhau, thì em mới nói là chắc em phải đăng ký học cái này vì em thấy trong này có chăm sóc sức khỏe với lại rất đẹp nên là em rất là thích. Thì anh nói ừ thôi anh sẽ đăng ký cho em với con đi. Thì là hai mẹ con em học lớp khoa K07 ở Phan Thiết là ngày mùng 9 Tết. Thì nhân duyên là em cứ ý là đi vô đây là chắc chắn là sẽ học được cái gì mà mình thích đây, là sẽ đẹp và sức khỏe. Thì em đi lên vô học thì rất là bất ngờ là vô em đã ngộ ra được bài học ngay lúc đầu luôn là ánh sáng và căn phòng tối. Vì em thấy là từ trước đến giờ mình toàn đưa bóng tối vào để cho các con, càng ngày sau các con nó thì thấy nó mình thấy nó cách xa ra và cái sự sợ hãi của các con nó phải nhiều, và cái sự mà gọi là chia sẻ các con đối với mẹ là cũng dần ít đi. Thì qua bài học đó thì em nhìn nặng về xong rồi em lại đưa ánh sáng vào. Thì khi mà đưa ánh sáng vào thì các con lại gần gần gũi, bắt đầu gần gũi lại và gia đình bắt đầu là có đồng ngôn và chia sẻ được với nhau. Nhưng mà trong khi mà em thấy giống như trong cái quãng đường mà em ngộ ra như vậy á, thì em thấy là ồ mình đưa quá nhiều ánh sáng vào, mình thấy nó quá nhiều. Ví dụ như là mình đưa nó quá nhiều vào thì chắc chắn là mình thấy nó không có cân bằng, là trong cơ thể của mình cảm nhận được là ồ mình sao mà lúc nào mình cũng đưa cái ánh sáng vào, ánh sáng vào. Thì như vậy á, thì niềm vui, nỗi buồn hoặc là mình khóc, mình cười, chắc chắn là mình sẽ không có làm được điều đó, là mình thấy nó không có đúng. Thì em thấy thấy à là mình cũng phải nên cân bằng lại một cái không gian ngay ngay cái phòng sáng và phòng tối. Thì em thấy là mình nên đưa vào cái cân bằng. Thì cái đó thì em thấy là mình cũng 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 ngộ ra được đó. Và như ông xã em ảnh là ảnh lúc trước á là biết ảnh là ảnh cũng có đã hút thuốc, xong rồi thì khi quen nhau rồi ở với nhau thì cũng vẫn hút thuốc. Nhưng mà cái mình đưa vào cho ảnh là ồ anh ơi anh hút thuốc, thứ nhất là anh hôi lắm, thứ hai á là anh hút á là sức khỏe nó sẽ không tốt. Nhưng mà khi học ra thì em lại đưa được cái ánh sáng là đưa cái là ồ thì bây giờ mới hiểu ra cái vấn đề đó không phải là vấn đề nữa. Và kiểu giống như là mình nói là ồ hôm nay là mình nghĩ là anh đó là rất là bình thường, cái chuyện đó là rất là bình thường. Nhiều lúc cái đó là chỉ là cái thói quen và cái đó là để giảm stress cho ảnh thôi. Rồi xong trong giây đó thì song song thì mình sẽ mua trà thải độc gan, và bây giờ thì có cái thanh lọc đại tràng và không để ý tới vấn đề mà cái hút thuốc của ảnh nữa đó. Và mình chấp nhận cái chuyện đó và nó rất là đơn giản. Thì em vẽ cho ảnh là anh làm bữa nay là anh là một người sắt rồi, thật ra không có vấn đề gì cả, đối với em không sao hả đó. Rồi thêm một việc nữa là sáng nay em mới ngộ ra là em đi dọn dẹp sau nhà, thì hàng ngày ngày nào em cũng làm một cái chuyện là lau nhà, lau đồ, lau dọn dẹp xung quanh rồi sân vườn. Thì em mới nghĩ là ô tại sao mình nói cái nhắc anh hoài là anh hút thuốc á, anh đừng có xả cái chỗ này hoặc là anh xả cái chỗ kia, anh đi cái chỗ cái cửa anh đều xả. Thì hồi sáng nay em ngộ ra ô anh cũng là một cái hay, là vì đó là để cho mình có một cơ hội để mình đi ra mình cầm cái vòi nước, mình sẽ xịt được cái vòng cái sân, rồi mình có thể là mình xịt được cái kính, mình có thể là mình nhìn nhận cái hoa và mình xịt được luôn cả cái sân, nó sạch sẽ và nó rất là mát.
và mình có cơ hội đó để mà mình làm những cái công việc như là mình chăm sóc những cái cây hoa của mình, thì sao em mới ngộ thật ra là cái đó là cũng là một cái cơ hội để cho mình, là cái niềm vui của mình, và em không khó chịu với nó nữa. Hello. Dạ dạ biết ơn Tâm thái định sướng khổ, thầy. Dạ. tâm thái định sướng khổ. Em kể chị nghe, có câu chuyện này kể chị nghe. Có một cái bà cụ, thì Dạ. bà lão đó, bà cụ của bà có hai con gái, thì là bà ngày nào cũng buồn hết, ngày nào cũng ủ rũ buồn hết. Thì có một người đi ngang qua thấy bà cụ đó đang ngồi thì lúc nào cũng thấy ủ rũ hết, mới hỏi coi, quan sát thì mới hỏi coi sao vậy. Thì bà cụ mới nói là có hai cô con gái, nếu mà trời mưa, tại vì chàng thanh niên đó thấy trời mưa trời nắng gì sao cũng buồn hết á, cũng ủ rũ hết, mới hỏi tại sao vậy. Thì bà cụ mới nói là con gái tôi á, Hết cho chị mang phụ ha. con gái tôi á, nó bán dù Dạ. mà bây giờ quá, trời nắng quá không ai mua dù nên tôi buồn. Vậy thì sao sao mà trời mưa bà cũng buồn vậy? Dạ. Tại vì có cô con gái kia thì bán trái cây nên trời mưa xuống á không ai mua được cái, thì tôi tội cho nó nên tôi buồn. Chàng thanh niên đó, người đó mới nói sao bà không đổi lại, trời nắng á bà phải vui chứ, trời nắng trời ấm vui thì bà phải vui lên chứ, tại vì con gái của bà nó bán được trái cây, Yeah. còn trời mưa thì cũng vui vẻ chứ, tại vì trời mưa thì con gái của bà bán được dù. Yo, yeah. Thì bà ngộ, bà cụ ngộ ra chỉ cần thay đổi tâm thái thôi, Dạ đúng rồi ạ. đổi tâm thái thì sướng khổ là do tâm thái quyết định, nên Dạ. là tâm thái định sướng khổ. Giống như chị nãy chị kể câu chuyện đó làm nhớ lại câu chuyện kia, Dạ. ổn được bực bội khó chịu rồi lắm, thì Dạ. giờ đổi cái tự nhiên vui vẻ liền. Dạ đúng rồi ạ. Nên là cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Và ông và anh xã của em á, thì hiện nay đang cũng học ở lớp quảng bá mới xong. Em có gặp Dạ. anh Dạ, còn bạn con trai năm nay vô đại học thì cũng đang học trong lớp mình hiện nay. Và bé gái thì hiện nay á, thì cũng đang gọi là cũng đang có vào mentor 6, nhưng mà bây giờ đang vẽ hình là gia đình là vào mentor 6 luôn ạ. ừ, cả Nhờ gia cả đình đồng hành. gia đình. Dạ. Hiện nay thì cũng đang có một phần về về đồng ngôn rồi thầy. Nên cũng rất là mừng. Dạ. Chúc mừng chị và gia đình. Dạ, Em có gặp trân trọng biết ơn thầy. chúc mừng cả Dạ. nhà. Dạ, Gặp biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. em ghi câu nãy lên cho chị nha, biết ơn bối cảnh của chị, câu là tâm Dạ. thái á, Dạ tâm dạ. thái định khổ, tâm thái định sướng khổ thành bại do quan niệm. Tâm thái dạ. Tâm thái định sướng khổ thành bại do quan niệm. Tâm thái định sướng khổ, Tâm thái sướng dạ khổ là đúng do tâm khổ. thái mình. Dạ đúng rồi, đúng khổ là do mình. Để em ghi lại câu này đi, ghi ghi vô cùng tờ giấy luôn cho cả nhà luôn đi. Tâm thái định sướng khổ thành bại do quan niệm. Sướng hay là khổ là do tâm thái quyết định, còn thành bại là do quan niệm, do cách nghĩ.
nên là một quan niệm tốt á, tiền tỷ chưa chắc mua được một quan niệm tốt, nhưng một quan niệm tốt có thể mua được tiền tỷ. Đó là quan niệm, cách nghĩ của mình nó sẽ quyết định thành tựu được hay không. Còn mà mình trạng thái của mình sao á, là do sướng, do tâm thái mình á, nó quyết định sự sướng khổ trong cuộc sống mình. Nên thông qua bối cảnh của chị thì em gửi, em nhớ tới câu chuyện này nên gửi tặng chị. Dạ, trân trọng biết ơn thầy ạ. Dạ, em xin hạ tay ạ. Biết ơn các anh chị, các anh chị Trang với chị Bàn, xin phép mời hai chị chia sẻ ngày hôm sau. Dạ, bây giờ chúng ta thưởng thức âm nhạc nghe cả nhà. Dạ. Chúng ta bắt đầu vào nội dung của buổi hôm nay. Rất là biết ơn cả nhà. Hôm qua chúng ta đã tìm hiểu về nhân nhân sâu trong con người của chúng ta theo góc nhìn của khoa học. Các anh chị nhớ không ạ? Chúng ta đang trong một lộ trình đi tìm lại, nhận lại nhân tốt, nhân của chúng ta, cội nguồn á, nhân của cuộc sống này bắt nguồn từ đâu. Thì sẽ nhìn trên ba góc nhìn: góc nhìn khoa học, góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng và góc nhìn đạo lý. Ngày hôm qua chúng ta đã tìm hiểu trên góc nhìn khoa học thông qua hệ quy chiếu. Là hệ quy chiếu là gì ạ? Các anh chị, hôm qua chúng ta đã tìm hiểu thông qua hệ quy chiếu công thức cội nguồn cuộc sống. Góc nhìn thì góc nhìn khoa học, còn hệ quy chiếu là một cái nền tảng. Hệ quy chiếu có nghĩa nó giống như cái hệ điều hành đó, nền tảng. Thì cái tên gọi từ từ mình sẽ làm rõ sau. Gọi là hệ quy chiếu công thức cội nguồn cuộc sống. Dựa trên công thức cội nguồn này, chúng ta có thể luận được cuộc sống của mình không các anh chị? Dựa trên công thức cội nguồn cuộc sống hôm qua học tập á, chúng ta có phải chúng ta đã luận được cuộc sống của mình ngày hôm nay do đâu mà tạo nên không ạ? À? Là do chính do những hình ảnh trong tâm trí của mình. Thông qua mình đã nghe cái gì, thấy, nghe, thấy, nói, biết, nó đã tạo nên hình ảnh trong tâm trí của chúng ta. Từ đó nó quyết định niềm tin và ảnh hưởng đến mọi cái trong cuộc sống của chúng ta và cho ra cái quả trong cuộc đời của mình. Đó là nhân nhân sâu trong con người chúng ta chính là hình ảnh tâm trí theo góc nhìn khoa học. Nhưng anh xin nhắc nhớ lại cho các anh chị á, theo góc nhìn khoa học, hệ quy chiếu công thức cội nguồn cuộc sống thì nhân trong con người chúng ta chính là hình ảnh trong tâm trí. Âm thanh, tiếng âm thanh này các anh chị nghe rõ đúng không ạ? Có nhỏ không cả nhà? Có anh chị nói cần mở lớn lên nè. Có cần nghe mở lớn lên nữa không? Nhưng anh thấy cũng để nó đang để khoảng gần 90% á. Cũng hơi lớn hơn bình thường. Chắc một số chỗ có do bão, mưa bão
Các anh chị có thể mở lớn lên giúp Nhật Anh nghe. Nhật Anh sẽ nói lớn hơn ha. Nói lớn hơn tí. Nhưng các anh chị có thể cũng giúp đỡ Nhật Anh cái mở âm thanh lớn hơn nữa. Nhật Anh bây giờ chỉnh lớn hơn thì micro mà lớn hơn quá nó bị rè. Dạ, biết ơn cả nhà. Rồi. Hình ảnh tâm trí chính là nhân trong con người chúng ta theo góc nhìn khoa học. Được chưa ạ? Hôm nay chúng ta nhìn trên góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng. Hôm nay chúng ta đi qua góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng. Sẽ lý luận cuộc sống, mình sẽ nhìn lại cuộc sống của mình trên góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Thì cội nguồn cuộc sống của mình nó bắt nguồn từ đâu? Hệ quy chiếu ngày hôm nay chúng ta học có tên là cấu trúc con người. Chúng ta sẽ hiểu về cấu trúc con người của mình theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Hệ quy chiếu này có thể, học phần này có thể giúp cho chúng ta thấu hiểu những gì mà chúng ta còn mơ hồ trong tâm trí của mình. Có những lời, những nghi vấn trước giờ mình lăn tăn, mình chưa có lời giải đáp cho nó. Thì tường tận tất tần tật, tất cả những gì chúng ta có nghi vấn trong cuộc sống của mình sẽ được lý giải thông qua hệ quy chiếu này. Và chúng ta sẽ tìm lại nhân của mình. Nhân cái gì tạo nên quả trong cuộc đời mình. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hẹn cả nhà. Trước khi nói về cấu trúc con người á, thì có một cái khái niệm Nhật Anh muốn được giao lưu với các anh chị. Đó là chữ chân thật. Chân thật. Hệ quy chiếu này, cấu trúc con người là một hệ quy chiếu bắt nguồn từ hôm nay trong những ngày tới khoảng đâu độ khoảng 4 tới 5 ngày, 5 5 ngày chứ xin lỗi các anh chị, 5 ngày đến 6 ngày chúng ta mới tường tận hết cấu trúc con người. Nên chúng ta cứ từ tốn trong những ngày này nha cả nhà. Nhưng mà đây là những nội dung rất quan trọng đối với cuộc đời chúng ta. Những thông tin sắp tới đây có khả năng nó chạm trúng vòng tri thức à, không biết không biết, nó có khả năng chạm trúng, nó cũng lạ khác hơn với những gì mình biết trước đây. Nên nếu anh chị nào nghe có nghe mà chưa có nắm bắt kịp, chưa thấu hiểu, các anh chị giúp đỡ Nhật Anh có thể giơ tay lên làm rõ ha. Không có thì cứ tiếp tục nghe tiếp, từ từ chúng ta sẽ rõ nó. Các anh chị giúp đỡ Nhật Anh nè. Đây các anh chị, chân thật. Chân thật. Theo cả nhà thì chân thật nghĩa là sao ta? Chân thật có nghĩa là sao ạ? Chân thật theo các anh chị thì chân thật có nghĩa là sao? Như thế nào là chân thật á? Định nghĩa về chữ chân thật nè. Theo cách mình hiểu. Chân thật. Theo cách hiểu của chúng ta thì chân thật là sao ạ? Tất nhiên thì chân thật mà thì không phải là chân giả rồi. Nhưng mà chân thật là sao?
Dạ. Có là thật lòng không? Thật lòng, thật tình nè, chân thành nè, là nói thật nè. Là thật tâm nè, là không thay đổi nè. Dạ. Dạ anh đang đọc cái tin nhắn của các anh chị á. Dạ. À, các cao nhân các cao nhân và các vị thiện tri thức họ cho chúng ta một định nghĩa như thế này các anh chị. Đó là chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Các anh chị có thể ghi lại giúp Nhật Anh. Chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Không thay đổi qua không gian và thời gian. Cái gì không thay đổi qua không gian với thời gian thì nên cái đó đó là chân thật. Chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Ghi trước đi rồi mình hiểu sao ha, từ hiểu sao, tại vì tri thức này đặc biệt lắm. Tri thức này là tri thức siêu đặc biệt, nó đặc biệt đến mức mà nó rất là đặc biệt. Chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Vậy thì cái gì ta? Mình thử vậy thì cái gì là chân thật đây? Trong cuộc sống của mình có cái gì là chân thật không các anh chị? Nếu theo định nghĩa đó, những gì không thay đổi qua không gian với thời gian. Cái gì không thay đổi qua không gian với thời gian ta? Lòng người hả? Lòng người có thay đổi qua không gian và thời gian không các anh chị? Có. Lòng người có thay đổi rồi, nên không phải là chân thật rồi. Có người nói kìa, lòng người thay đổi nha. Khẳng định luôn. Vậy cái gì ta? Cái gì không thay đổi qua không gian với thời gian? Tình mẫu tử. Tình mẫu tử có thay đổi không? Tình mẫu tử có thay đổi không? Ồ, cũng đổi luôn á. Cũng có đổi nha. Cũng có thay đổi. Cái nhà có thay đổi không? Cái nhà có thay đổi nên nó không phải chân thật. Cái xe thì sao ạ? Cái xe thì quá thay đổi thôi, vậy thì cũng không phải là chân thật. Vậy thì hầu như cái gì vật chất ở bên ngoài thì đều có khả năng đều thay đổi hết. Vậy thì thật mình nè, con người mình có thay đổi không cả nhà? Có. Vậy thì thân người của mình cũng thay đổi, thì cái thân này cũng cũng không chân thật. Nhưng mà thân này có thật không? Thân này có mà, có ở đây nè, có. Nhưng mà các cao nhân họ gọi thân này là giả tạm. Theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng á, các anh chị có thường nghe không ạ? À? Có thường được nghe họ nói là giả tạm, giả tạm. Vậy thì chữ giả tạm nó có nghĩa là không có chân thật đó. Tại vì giả tạm có nghĩa là thay đổi qua không gian và thời gian. Giả giả có nghĩa là đã thay đổi rồi.
À, nhưng mà có thật không? Thần này có thật nhưng lại không chân thật. Vậy thì trái tim, tâm, tâm á, tim, tâm mình có thật không? Có chân thật không? Tâm mình có chân thật không? Có thay đổi qua không gian và thời gian không? Có. Nội tâm mình thay đổi qua không gian, thời gian. Tâm chúng ta, trái tim cũng thay đổi qua không gian với thời gian. Vậy thì cũng không chân thật. Ồ, vậy thì cái gì là chân thật ta? Tình yêu thì sao? Tình yêu có chân thật không? Tình yêu thay đổi nên cũng không chân thật. Ồ, vậy thì cái gì là chân thật đây? Trong cuộc sống này cái gì là chân thật? Nhưng mà tại sao lại phải hiểu về chân thật chứ? Con người hiện nay hầu như rất ít người có thể nhận thức được về cái gì là chân thật. Tại vì á có một cái tích á, cái chuyện truyền lại á, là thời xưa lúc mà loài người với loại loài yêu tinh có đánh nhau á, sống chung với nhau, nhưng mà sau đó thì có tranh giành thì đánh nhau, ai cuối cùng đánh thì loài yêu tinh thua nên không còn được, không được quyền sống với loài người nữa, phải trốn đi, phải ẩn đi và tan đi, không có còn hiện diện trong trong của loài người nữa, cảnh giới của loài người nữa. Nên là trước lúc mà đi á, trước lúc rút đi thì những con yêu tinh nó mới ngồi lại, nó bàn với nhau tìm cách làm sao để có thể trả thù loài người, thì mới bàn tính đó. Cuối cùng ra là trả thù bằng cách đó là đem giấu đi cái quý nhất của con người. Có một con nên bàn tính lại thì cho ra một kế hoạch, đó là giấu đi cái quý nhất của con người. Một khi đã giấu đi rồi, con người không thể không còn chạm vô nó được nữa, không còn bám trụ vô nó được nữa, thì sự văn minh của loài người sẽ không còn nữa. Tất cả những an vui, hạnh phúc, sự giàu có và tất cả mọi cái, con người sẽ không còn điểm tựa nữa. Bởi vì con người có cái quý nhất, chỉ cần bám trụ vô nó là họ có hết tất cả. Vậy thì bây giờ đem giấu cái đó đi. Đem giấu cái đó đi để cho loài người không thể nào nhận lại được nữa. Tất cả các con yêu tinh đều đồng ý, nên là mới tìm cách giấu. Có một con yêu tinh nói là đem giấu lên, đem lên núi cao đi, đem giấu cái quý nhất của con người lên núi cao đi. Những con khác suy nghĩ thì nó nói thôi không được, không được, tại vì con người tới một ngày nào đó họ cũng văn minh lên thì họ cao cỡ nào họ cũng leo tới đó được, nên không giấu đó được. Vậy thôi đem giấu trong rừng sâu đi, đem giấu trong rừng sâu đi thì cũng không được, dù có rừng thiêng nước độc có sâu thẳm cỡ nào cũng có thể tìm tới, nên không giấu được, không giấu vô rừng được. Còn yêu tinh khác mới nói vậy thôi đem giấu xuống biển sâu đi, tận cùng của biển sâu đi. Những con yêu tinh khác suy nghĩ thì cũng cuối cùng cũng không, nói không, biển sâu loài người tới cỡ nào họ cũng có thể đi xuống dưới đó được, lặn xuống được. Cuối cùng lăn tăn không biết giấu ở đâu, thì có một con yêu, có một con yêu tinh trưởng á, con yêu tinh già nhất, khôn ngoan nhất, nó mới nói biết, người ta biết rồi, có một chỗ giấu mà loài người sẽ không thể nào ngờ tới được, đó là đem giấu vào sâu thẳm trong con người của họ. Hãy giấu cái quý nhất của con người á, đem giấu vào sâu thẳm trong con người của họ, và một khi đã như giấu thì con người sẽ không còn tìm thấy nữa. Mà đúng thật như vậy,
Kể từ ngày được giấu đi, tất cả con yêu tinh đều đồng ý, và từ đó trở đi, nó đã đem cái quý nhất của con người giấu sâu thẳm trong từng con người từ khi sinh ra. Và loài người kể từ đó thì không còn có thể bám trụ tìm lại cái bên trong, giấu sâu quá bên trong mà không có thể nhận thức được nữa, không biết được là bên mình trong mình có cái rất quý, và chạy ra ngoài để bước ra ngoài, hướng ra ngoài để tìm kiếm, kỳ vọng có sự an vui, kỳ vọng có sự hạnh phúc, kỳ vọng có sự giàu có, kỳ vọng có sự thành công, kỳ vọng có sự bình an của nội tâm, có sự an vui, an yên của nội tâm. Trong khi nếu chỉ cần bám trụ vô cái quý nhất đó, lấy nó làm một cái tựa, điểm tựa, chỉ cần dùng cái quý nhất, có sẵn cái quý rồi, dùng đó, có sẵn thì con người bản chất đã an vui, nhưng do đã bị giấu sâu thẳm quá, không không tìm ra được, nên con người mới tìm phương tiện gì đó để mong có sự an vui. Bản chất đã hạnh phúc, nhưng sâu thẳm là đã hạnh phúc, có cái tuyệt quý mà, nhưng đã bị giấu đi mất, nên con người loay hoay đi tìm kiếm hạnh phúc và tìm không ra. Có tới hàng ngàn năm trôi qua, hàng ngàn cái định nghĩa về hạnh phúc, nhưng rất ít người có thể hạnh phúc một cách trọn vẹn. Và con người không còn bám trụ được bên trong nữa, nên là hướng ra ngoài để tìm giàu có và mọi cái. Trong khi cái tuyệt quý đó, con người sở hữu cái đó các anh chị. Trong con người chúng ta có một cái tuyệt quý, đó chính là sự chân thật của mình. Sâu thẳm trong con người chúng ta có sự chân thật. Có một cái gọi là chân thật, là không thay đổi qua không gian và thời gian. Nó đang tồn tại trong con người chúng ta. Chỉ cần bất kỳ ai nhận lại sự chân thật, nhận không cần sự chân thật sẽ không có đi tìm mà ra, nên ai càng đi tìm càng không có, chỉ có thể nhận lại. Bất kỳ ai nhận lại sự chân thật thì kể từ đó họ có sự an vui ngay tức khắc, có sự an vui nội tâm ngay tức khắc, có hạnh phúc nội tâm ngay tức khắc, đủ đầy ngay tức khắc, giàu có không dư, không thừa, không thiếu gì nữa hết, và trọn vẹn viên mãn khi con người nhận lại được sự chân thật của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là gọi tên nó, nhận lại nó, và để làm điều đó thì chúng ta cần có hệ quy chiếu cấu trúc con người, để chúng ta nhìn lại coi con người mình gồm những cái phần nào, tạo từ đâu. Chúng ta sẽ đi sâu vô con người chúng ta hiện cả nhà, và chúng ta bắt đầu cái hành trình nhận lại sự chân thật của mình, cũng như tìm hiểu về cấu trúc con người. Các anh chị vẽ cùng với Nhật Anh nha. Các anh chị vẽ cùng với Nhật Anh. Anh chị vẽ cùng với Nhật Anh. Ở giữa tờ giấy, các anh chị ghi một chữ là chữ ý. Anh chị ghi chữ ý. Ý xoay quanh nó có nghe thấy nói biết
ý nghe thấy nói biết được bao bọc bởi điện từ quang. Anh chị vẽ một cái vòng tròn bao bọc lại, nên ghi điện từ quang. Ý nghe thấy nói biết bao bọc bởi điện từ quang. Được chưa ạ? Ghi trước rồi mình diễn giải sau nghe cả nhà. Ý nghe thấy nói biết bao bọc bởi điện từ quang. Dạ. Ở bên ngoài á mình ghi nè, thọ nè, thọ nè, ở bên phía 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 trên của nó ghi thọ nè, mình phải là ghi chữ tưởng, thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Anh chị chấm 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 nối nối nó lại. Thọ tưởng hành thức. Tưởng hành thức. Rồi. Dòng ở ngoài tiếp theo cái mình ghi tài. Tài nè, sắc nè, danh. Thủy. Tài sắc danh thực thùy. Bao bên ngoài. Cái mình cũng chấm 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 nói nó lại. Tài sắc danh thực thùy. Họ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy. Nó là dòng thứ hai ha. Dòng thứ ba mình ghi tham. Sân. Si. Mạng. Nghi. Và kiến. Tham sân si mạn nghi ác kiến. Thầy ơi sao có chữ cuối lại lại nghi ngược vào trong hả? Đâu chữ nào, đâu chữ nào nghi ngược cho chúng ta, ghi cho dễ nhìn đó các anh chị, ghi cái không gian cho nó dễ nhìn đó mà. Giọng ngoài cùng là tham sân si mạn nghi ác kiến.
Chữ Thùy á hả? Chữ Thùy ghi vậy nè, ghi vậy để nhìn thấy chữ Thùy. Ghi cho dễ nhìn á. Chứ bẻ lại tay chẹo về đâu ghi được. Nè, ghi về nè. Chứ bẻ chẹo tay này đâu ghi được. Cái nhìn đó, cái không gian khó nhìn đó. Nên để ghi chữ Thùy này dễ nhìn hơn. Rồi. Thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực Thùy, tham sân si mạn nghi ác kiến. Đây thì gọi là 16 tánh người. Các anh chị vẽ được tới đây chưa ạ? Được rồi, thì các anh chị tiếp tục nè. Vẽ một cái đường gợn sóng, điện từ âm dương bao bên ngoài tánh người, bao bên ngoài cùng á. Anh chị vẽ nhìn nè, vẽ cái đường gợn sóng này. Nó bao bọc lại. Điện từ âm á, điện từ âm màu xanh, điện từ dương màu đỏ bao bên ngoài nó cuốn hút với nhau, nó tạo ra một làn sóng điện từ âm dương. Điện từ âm dương bao bên ngoài, bao bọc bên ngoài. Tiếp theo là lớp 8 muôn 4.000 bong bóng ảo giác. Tám muôn 4.000 bong bóng ảo giác. Tám muôn 4.000 bong bóng ảo giác. Các anh chị vẽ những cái vòng tròn như nè, giống như cái bong bóng mưa, bong bóng ảo giác. Tám muôn 4.000 bong bóng ảo giác. Rồi, nói lên là chấm 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 chấm. Được chưa ạ? Tám muôn 4.000 bong bóng ảo giác. Kịp chưa các anh chị? Lớp tiếp theo ha. Lớp tiếp theo là lớp thân tứ đại. Đây là lớp thân người nè, nó tên là thân tứ đại. Thân tứ đại.
Thằng tứ đại là có đất, nước, khí, lửa. Thân tứ đại là đất, nước, khí, lửa. Đây là lớp thân người ở ngoài cùng. Anh chị chấm 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 nối nó tạo ra một cái vòng với cả nhà, tạo ra một cái lớp ở ngoài đó. Đây là lớp thân người, là lớp thân của mình, thân của mình tạo từ đất, nước, khí, lửa, gọi là thân tứ đại. Cuối cùng bao bên ngoài cùng luôn, đó là cái mình vẽ một cái lớp điện từ âm dương nữa, nó là một cái vỏ bọc ở ngoài cùng. Một cái vỏ bọc đó cho nó điện từ nè, tạo ra lớp điện từ âm dương bao bọc ngoài thân người nè. Âm màu xanh, dương màu đỏ. Nếu có màu sắc các anh chị vẽ màu vô, còn không có thì thôi. Đây. Đây là cấu trúc con người. Đây được gọi là cấu trúc con người. Các anh chị vẽ được chưa ạ? Cấu trúc con người. Cấu trúc con người. Được hen cả nhà. Các anh chị vẽ xong thì chúng ta gọi tên nó nghe.
Đây, cấu trúc con người. Hệ quy chiếu này sẽ cho chúng ta lý giải hết tất cả những thắc mắc gì trong cuộc sống của chúng ta. Trước giờ mình thắc mắc chưa làm rõ được. Lăn tăn những câu hỏi đâu đó mà mình chưa có câu trả lời cho nó. Thì thông qua cấu trúc con người chúng ta sẽ lý giải hết toàn bộ cuộc sống của mình. Tới tần tật gì trong cuộc sống của chúng ta. Những gì mơ hồ khoa học chưa giải thích được thì thông qua cấu trúc con người chúng ta sẽ mượn cấu trúc con người góc nhìn của nhà Phật để cho chúng ta lý giải. Mình mới gọi tên đó, gọi tên cấu trúc con người thôi. Vậy thì muốn nhìn nhìn nhận một điều gì, chúng ta nhìn trên ba góc độ nè, góc độ của đạo lý dân gian nè. Theo dân gian thì gọi tên sao? Theo khoa học thì gọi tên sao? Theo tôn giáo tín ngưỡng. Mà ở đây thì chúng ta mượn góc nhìn của nhà Phật. Mượn góc nhìn của nhà Phật để mình làm rõ ha. Dân gian á thì nói là cấu trúc con người á, sâu bên trong của mình nó có lớp tâm. Trong dân gian thì mình thường hay nghe con người có tâm đúng không ạ? Dân gian á, trong cuộc sống mình thường nghe con người có tâm, có tâm. Con người có tâm. Con người có tâm. Nhưng mà đâu đó tâm cũng không rõ không? Cuộc sống mình thường nghe ông bà mình hay nói tâm tâm của cái người đó nó, tâm tâm họ tốt á, tâm của thằng này không đạt không tốt đời, tâm của tôi thì dân gian nó biết là sâu thẳm bên trong của mình có cái tâm nhưng nó không rõ. Thì các trong góc nhìn của khoa học á, gọi tên đó là thật ra tâm đó chính là sự chân thật. Đây, sâu thẳm trong con người chúng ta có sự chân thật, đó là cái tuyệt quý, cái tuyệt quý không thay đổi qua không gian với thời gian. Sự thay đổi, sự chân thật không thay đổi qua không gian với thời gian. Mà câu chuyện lúc nãy con yêu tinh nó những con yêu á, nó giấu sâu trong con người mình nên nó là mình không có biết nó. Thì bây giờ hôm nay chúng ta gọi tên đó. Sự chân thật sâu thẳm trong con người chúng ta chính là cái này nè các anh chị, chính là ý, chính là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, đó chính là sự chân thật của chúng ta. Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết chính là sự chân thật của chúng ta. Ý nghe không thay đổi qua không gian với thời gian. Ý thấy cũng vậy, không thay đổi qua không gian với thời gian. Ý nói, ý biết không thay đổi qua không gian với thời gian. Có thể tạm thời chúng ta không nói chữ ý đi, nhưng mình nói nè, cái nghe của mình á, cái nghe của chúng ta, cái tánh nghe mình, cái nghe của mình không thay đổi qua không gian với thời gian. Cái thấy, tánh thấy không thay đổi qua không gian với thời gian. Nói cũng vậy và biết cũng vậy. Thì đó chính là sự chân thật của chúng ta. Anh chị thấy được không? Nghe thấy nói biết không thay đổi qua không gian với thời gian. Cái nghe của chúng ta, ý nghe của chúng ta không thay đổi qua không gian thời gian. Ý thấy của chúng ta cũng không thay đổi qua không gian với thời gian. Theo các anh chị thì mình có thấy bằng đôi mắt không các anh chị? Theo cả nhà, mình có thấy bằng đôi mắt không ạ? Mình có thấy bằng mắt không? Nếu nói có, vậy thì nhắm mắt lại mình có thấy không? Anh chị thử coi, thử nhắm mắt lại coi. Nhắm mắt lại chúng ta vẫn đang thấy không các anh chị? Các anh chị nhắm mắt lại nè. Nhắm mắt lại chúng ta vẫn đang thấy không? Vẫn thấy màu, có thấy màu đen không? Hoặc là thấy màu đỏ đỏ cam cam, thấy cái bye bye rồi không ta?
Các anh chị mở mắt được rồi. Nhắm mắt lại. Ồ, vậy thì nhắm mắt lại vẫn thấy. Chứ không phải là nhắm mắt lại không thấy. Nhắm mắt lại vẫn thấy, nhưng thấy màu đen. Hoặc thấy màu, thấy cái gì đó. Ồ, vậy thì mình luôn luôn thấy. Đôi mắt này là phương tiện thôi. Nhắm mắt lại vẫn thấy. Mở mắt ra vẫn thấy. Nhắm mắt lại vẫn thấy. Người khiếm thị thì họ có thấy không theo các anh chị? Các anh chị có một số người, các anh chị khiếm thị họ có thấy không ta? Các anh chị theo các anh chị họ có thấy không? Họ thấy. Họ vẫn thấy. Vậy thì thấy không phải bằng mắt rồi. Thấy không phải bằng mắt này, nên ý của chúng ta, cái thấy của chúng ta luôn luôn thấy, nên nó không thay đổi qua không gian với thời gian. Nó có thể thay đổi là thấy cái gì bên ngoài thì thay đổi thôi, nhưng bản chất của cái gọi là cái thấy đó đó thì nó không thay đổi qua không gian thời gian. Chúng ta luôn luôn thấy, chỉ là qua thời gian, qua cuộc sống hàng ngày mình thấy cái đối tượng bên ngoài nó đổi thì cái đó mới đổi. Còn bản chất cái thấy, cái ý thấy vẫn luôn luôn thấy, lúc nào cũng thấy hết, không thay đổi qua không gian thời gian. Có một câu chuyện Nhật Anh sẽ đọc cho các anh chị nghe. Nhật Anh sẽ đọc cho các anh chị nghe. Có một câu chuyện này liên quan đến cái tánh thấy này, cái ý thấy này. Đây, Nhật Anh sẽ bừng cái này. Các chị đợi Nhật Anh tí. Này, thông qua quyển sách Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời á, đây là quyển sách về hạnh phúc, con người đi tìm lại về hạnh phúc. Thì có cô gái trong đây, nói là có cô gái đi tìm cao nhân, đi hỏi cao nhân để hỏi về sự hạnh phúc và làm sao giúp nhiều người được hạnh phúc. Thì trong đó có một câu chuyện đó. Có một câu chuyện về tánh thấy nè, chuyện về sự chân thật. Nhưng anh sẽ đọc cho các anh chị nghe để chúng ta rõ ha. Đây. Cô gái hỏi á, vậy bây giờ em muốn nhận được sự chân thật nơi chính mình thì em phải làm sao ạ? À? Cao nhân nói, có câu chuyện về cuộc trò chuyện giữa Đức Phật và vua Ba Tư Nặc, trích trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như sau. Khi Đức Phật cùng với vua Ba Tư Nặc ngồi trong nhà chờ thuyền đi qua sông Hằng, vua Ba Tư Nặc có hỏi Đức Phật: "Thưa ông Cồ Đàm, làm sao chẳng biết được chẳng có cái chân thật?" Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nặc: "Này vua Ba Tư Nặc, năm nay vua được bao nhiêu tuổi?" Vua Ba Tư Nặc trả lời: "Năm nay chẳng được 62 tuổi." Đức Phật hỏi: "Trước đây vua có đi qua sông Hằng này không?" Vua Ba Tư Nặc trả lời: "Hồi 3 tuổi, chẳng được mẹ dẫn đi qua sông Hằng này, đến đền thần Tỳ Bà Thiên, chẳng có nhìn thấy sông Hằng này." Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: "Vậy năm nay vua đã 62 tuổi, vua thấy nước sông Hằng này so với khi vua mới 3 tuổi, nước sông Hằng có khác gì không?" Vua Ba Tư Nặc đáp: "Từ lúc mới 3 tuổi đến nay, chẳng thấy nước sông Hằng cũng như nhau, không khác gì cả." Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: "Như thân của vua lúc 3 tuổi và thân nay 62 tuổi có khác nhau không?" Vua Ba Tư Nặc trả lời: "Thân của chẳng lúc mới 3 tuổi và nay 62 tuổi đã khác rất xa." Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: "Hồi 3 tuổi vua thấy dòng sông Hằng, nay vua đã 62 tuổi, vua thấy dòng sông Hằng có khác không?" Vua Ba Tư Nặc trả lời: "Chẳng nhìn thấy dòng sông Hằng không khác." Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc: "Ở thế gian này, những gì biến đổi là không chân thật, những gì không biến đổi là chân thật.
thân của vua có biến đổi là không chân thật. Còn tánh thấy nước sông Hằng của vua, tánh thấy nước sông Hằng của vua không biến đổi là tánh thấy chân thật của vua đó. Vua Ba Tư Nặc nói với Đức Phật, như vậy trẫm đã biết rồi, tánh thấy của trẫm không thay đổi, chính là tánh chân thật của trẫm. Cảm ơn ông Cù Đàm đã chỉ ra tánh chân thật của trẫm cho trẫm biết. Hết. Hết. Đó. Mượn câu chuyện của Đức Phật và vua Ba Tư Nặc nói chuyện với nhau để nhà vua muốn hỏi về cái chân thật của mình, thì Đức Phật đã giải đáp chỉ cho vua. Ông vua á, ông hỏi năm 3 tuổi, ông hỏi là làm sao nhận được cái tánh thấy bây giờ. Đức Phật mới hỏi á, năm 3 tuổi trước giờ vua có thấy sông Hằng chưa? Nếu vua nói có, năm 3 tuổi đã thấy rồi, mẹ dẫn đi qua đây để đi qua cái đền thờ thần thì đã thấy rồi. Vậy thì hỏi lại là vậy thì nước sông Hằng á, năm 3 tuổi thấy sông Hằng năm 3 tuổi với bây giờ 62 tuổi rồi thì có khác nhau không? Thì nhà vua nói sông Hằng có khác, nhưng mà thân này thì có thay đổi. Năm 3 tuổi thì thân trẻ, tới bây giờ năm 62 tuổi thân đã già đi, thân có thay đổi. Nhưng mà cái thấy thấy sông Hằng năm 3 tuổi vẫn là thấy đó, năm 62 tuổi vẫn thấy, thì cái thấy đó không thay đổi qua không gian với thời gian, nên cái đó gọi là tánh thấy. Các anh chị biết được ý này không ạ? Các anh chị, thấy á không suy nghĩ. Các anh chị ghi thêm câu này giúp Nhật Anh là có thể nắm được ngay. Các anh chị ghi nghe, sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Các anh chị ghi đi, sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Sự chân thật không do suy nghĩ mà ra, mà đã suy nghĩ thì không còn chân thật nữa. Sự chân thật không do suy nghĩ mà ra, nên ở đây ngay lúc này các anh chị bớt suy nghĩ nhất có thể là có thể nhận nhận được nó, còn suy nghĩ thì nó không ra. Suy nghĩ thì không còn chân thật nữa, chân thật thì không suy nghĩ, mà suy nghĩ thì không còn chân thật nữa. Nhưng mà cái thấy có gì đâu suy nghĩ ta. Nào, thấy thì chỉ biết mình đang thấy thôi, lúc nào mình cũng thấy hết, có phải không ạ? Nhắm mắt lại mình vẫn thấy không? Nhắm mắt lại vẫn thấy, mở mắt ra vẫn thấy. Vậy thì lúc nào cũng luôn thấy hết, chỉ có đối tượng bên ngoài thay đổi thôi, còn bản chất bên trong mình có cái thấy đó, có cái thấy gì, cái đó đó, cái thấy đó chính là sự chân thật, đó được gọi là ý thấy, tại vì nó không bao giờ thay đổi hết, luôn 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 thấy. Và nghe, các anh chị nghe tiếng đây, theo các anh chị mình nghe thì có nghe bằng tai không, có nghe bằng lỗ tai không ạ? Có không các anh chị, có nghe bằng tai không? Ồ, có sao? Bịt tai lại vẫn nghe không? Thử coi, bịt bịt lỗ tai lại. Bịt lỗ tai lại các anh chị vẫn nghe không? Bịt tai lại cái vẫn nghe u không ạ? À? Âm thanh nhỏ lại là do mình phân tích phân biệt thôi, chứ bản chất vẫn luôn nghe. Bịt tai lại vẫn nghe u vẫn nghe. Và người khiếm thính họ vẫn nghe không các anh chị? Theo các anh chị, người khiếm thính họ vẫn nghe. Vậy thì nghe thì không phải bằng tai rồi,
Tai là một phương tiện, là một phương tiện thôi, còn cái nghe á, cái tánh nghe vẫn luôn luôn nghe, khi có tiếng thì biết có tiếng, còn khi hết rồi, không có, khi không có tiếng thì biết không có tiếng. Được không, được không, nghe lúc nào cũng nghe, chỉ có nghe cái gì thì cái đó mới đổi, còn cái nghe thì vẫn luôn nghe, nên ý nghe, ý thấy của chúng ta, ý nói và ý biết, con người mình luôn luôn nói và luôn luôn biết, luôn nghe, luôn thấy, luôn nói, luôn biết, hằng nghe hay còn gọi nè, hằng nghe, hằng thấy, hằng nói, hằng biết, thì đó chính là sự chân thật của chúng ta. Đó, cái đó là sự chân thật đó. Cái đó chính là sự chân thật đó. Các anh chị thấy lạ không? Hình như biết mình đang nghe hết rồi hay sao mà? Hình như đúng rồi đó. Hình như nghe, biết mình đang nghe rồi. Cái đó là sự chân thật của chúng ta đó. Ai muốn có sự an vui nội tâm, muốn có an vui, an yên, an vui của nội tâm, chỉ cần biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, thấy nè, chỉ biết mình đang thấy thôi, biết mình đang thấy thôi, đừng phân tích, phân biệt, suy nghĩ gì đó hết, đang nghe, chỉ biết mình đang nghe thôi, thì tự khắc có khoảng không liền, có một khoảng không trong nội tâm, không có suy nghĩ gì hết, lúc đó là lúc mà an vui nhất. Đó là lúc của sự an vui. Thì các anh chị đã nhận lại sự chân thật đó. Nếu như nhận lại sự chân thật, nếu như mà nhận thức được nè, biết được, mình biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Được ha. Được không, được gì thì cũng đi tiếp, tại vì lúc này không phải là lúc, không có giải thích gì, không có lý giải nhiều. Học phần này nó đặc biệt lắm, các anh chị chỉ có biết giờ thôi, biết thôi, từ từ hiểu sau mà đừng cố gắng hiểu, chỉ có biết như vậy thôi là nhận liền, hoặc dân gian gọi là tâm, khoa học gọi đó là sự chân thật, cái đó là cái tâm của chúng ta, sâu bên trong cái đó là cái tâm á, sự chân thật. Nhà Phật thì gọi tên, nó gọi là tánh Phật. Tánh Phật hay là Phật tánh nè, chân tánh nè. Chân tâm nè. Chân như vân vân. Có những tên gọi tánh Phật, chân Phật tánh là chân tánh là chân tâm, đó là những tên gọi khác nhau nhưng bản chất nó vẫn là sự chân thật, dân gian gọi là tâm, khoa học gọi là sự chân thật, nhà Phật gọi đó là tánh Phật. Còn ở các tôn giáo khác thì ở đạo Chúa thì cứ nói sao mà Chúa bên trong mình luôn không à, Chúa vẫn luôn luôn bên trong mình không à, vĩnh cửu trường tồn, vĩnh hằng á, sự vĩnh hằng nó luôn luôn bên trong, thì đó đó, tên gọi khác nhau thôi, bên trong nói khác nhau, cái tên, cái hình tướng của ngôn ngữ nói khác nhau, nhưng mà muốn chỉ về một cái là không thay đổi qua không gian và thời gian, trường tồn qua không gian và thời gian, đó, cái đó chính là gọi tên chung lại thì nó gọi là sự chân thật. Được hẹn các anh chị. Chúng ta đang đi gọi tên nha, đang đi gọi tên cấu trúc con người để chúng ta thấu hiểu được nó đó. Các anh chị nắm tới đây không ạ? Rồi, tiếp tục. Trong dân gian thì nói có tánh, tâm nè, dân gian thì nó có tâm, sau đó con người có tánh, con người có tình và con người có thân.
con người có tâm, con người có tánh, con người có tình, con người có thân. Đó là cách gọi tên cấu trúc con người theo dân gian: tâm, tánh, tình, thân. Sâu bên trong là tâm, sau đó có tánh, rồi có lớp tình, rồi có lớp thân. Nên là dân gian thường là mấy chữ này mình thường hay gặp trong cuộc sống dân gian nè: tâm tánh, tâm tình, tánh tình, tình thân, thân tâm. Có phải không? Có phải chúng ta gặp những chữ này trong thường hay nghe không ạ? À? Tâm tánh của người đó, tình tấm tánh tình của người đó, tâm tình, thân tâm. Đó là cách gọi theo dân gian. Khoa học thì gọi cái tánh á, gọi ra rõ ra tánh á, được gọi khoa học được gọi là tính cách. Tánh theo khoa học được gọi là tính cách. Còn theo nhà Phật thì gọi tên cụ thể đó, đó là có 16 tánh người. Tính cách con người thì muôn trùng, nhưng mà tánh người thì chỉ có 16 tánh thôi. 16 tánh người. Tình, lớp tình thì khoa học gọi đó là lớp cảm xúc. Tình thì gọi là cảm xúc, còn nhà Phật thì nói nó là đó thật cảm xúc của con người á, đó là những cái ảo giác, 84.000 bong bóng ảo giác. Tám muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác. Tám muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác. Ba góc nhìn, ba tên gọi, nhưng chỉ về chung một cái ý nghĩa. Tình dân gian hay nói là người này tình bể bình, xong tình quá à, tình bể bình, tình tứ quá, nghĩa là dạt dào cảm xúc quá, có nhiều cảm xúc. Thì đó đó, cái cảm xúc đó trong nhà Phật nói là đó là tám muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác. Đó là những cái lớp bong bóng cảm xúc con người, giống như bong bóng vậy, thay đổi liên tục. Và gọi tên ra, khoa học thì đến thời điểm này có thể gọi tên được 34.000 cảm xúc. 34.000 cảm xúc. Nhà Phật thì nói nó tới 84.000, và ta còn gọi là 8 muôn 4.000, là hằng hà sa số bong bóng ảo giác, cảm xúc nhiều, cảm xúc con người thay đổi liên tục và rất nhiều. Nên đó là lớp ảo giác. Thân dân gian gọi là thân người, thì khoa học gọi đó chính là cơ thể người. Còn nhà Phật thì gọi tên rõ ra đó là thân tứ đại. Con người có thân, là thân người là thân tứ đại. Đó là có bốn cái đất, bốn cái lớn á, bốn cái đại lớn là đất nè, nước, khí và lửa. Đất, nước, khí, lửa. Này, chúng ta nhìn vào hình vẽ, nhìn vào đồ hình ha, nhìn vào đồ hình cấu trúc con người, mình sẽ gọi tên được liền cấu trúc con người luôn nha các anh chị. Đây, sâu bên trong cùng nè, nằm ngay trung tâm. Chúng ta thấy nè, ý, nghe, thấy, nói, viết, bao bọc bởi điện từ quang. Đây được gọi là sự chân thật. Vậy thì dân gian gọi là gì các anh chị? Dân gian gọi đây là gì ạ? À? Dân gian gọi đây là tâm. Được không?
dân gian gọi nền sâu trong cùng là tâm, khoa học gọi đó là sự chân thật, nhà Phật thì gọi đó là tánh Phật, chân tánh, chân như, chân tâm, các tên gọi khác nhau đó, nhưng chỉ chung một ý nghĩa hết, được không ạ? Sâu trong cùng là tâm, hay còn gọi là sự chân thật, hay còn gọi là tánh Phật, chân tánh, chân như. Rồi, đó là lớp đầu tiên, lớp trong bên trong. Lớp thứ hai, sau khi tích tâm thì có lớp tánh bọc bên ngoài đây. Hết tâm, tâm thì tới tánh. Tánh thì khoa học gọi đó là tính cách. Tánh nè, tánh, tánh của người đó là tính cách của người đó. Nhà Phật thì gọi cho mình rõ luôn, đó là có 16 tánh. 16 tánh người. Đây chính là 16 tánh người nè. Thọ, tưởng, hành, thức. Các anh chị lặp lại luôn với Nhật Anh luôn nghe thì tốt quá luôn. Thọ nè, thọ, tưởng, hành, thức. Rồi, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. 16 tánh. Thọ, tưởng, hành, thức. Cứ đọc theo đó. Thọ, tưởng, hành, thức. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. 16 tánh. Thọ, tưởng, hành, thức. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Chúng ta thường nghe tham, sân, si. À, thì không phải là một cụm liền mà đó là ba tánh khác nhau, tánh tham, tánh sân, tánh si. Trong đạo thường nghe tham sân si thì đó là ba tánh, tánh tham, tánh sân, tánh si. Con người có tổng cộng có 16 tánh người, tính cách thì rất nhiều nhưng mà tánh người thì có 16 tánh thôi. Rồi, đó là dòng thứ hai, được ha, là lớp tánh, được chưa? Tiếp theo là lớp tình. Lớp tình tính ra cấu trúc con người giờ vẽ đơn giản lại có bốn lớp này thôi nè cả nhà. Cấu trúc con người bây giờ gọi lại có nè, có chỉ có vậy thôi nè. Này có gì ạ? Ừ, có tâm nè, nếu học có tâm có tánh có tịnh thân, bốn lớp đó, vẽ đơn giản lại thì gồm tâm, tánh, tịnh, thân. Tâm chính là sự chân thật, là tánh Phật, chân Phật tánh, chân tánh, đó là tâm. Sau đó tới lớp tánh là lớp tính cách á, và còn gọi là 16 tánh người. Rồi tới lớp tịnh. Lớp tịnh là lớp bong bóng ảo giác ngoài đây, là lớp cảm xúc. Sau đó tới lớp thân. Thân là thân tứ đại hay là cơ thể người. Đẹp không? Vậy thì nhiều tên gọi quá, mình chọn lại những tên nào trọng điểm thôi. Chọn lại những tên gọi nào để bất kỳ ai cũng có thể nhận được mà cũng không có phải chấp vô tôn giáo nào. Sâu bên trong cùng á là có sự chân thật nè, đánh số 1. Rồi, sau đó có tánh người, 16 tánh người. Rồi. Có lớp tịnh. Và có lớp thân tứ đại. Đây. Vậy thì cấu trúc con người tóm gọn lại có bốn lớp à. Nè, sự chân thật ha.
Sự chân thật là trong sự chân thật. 16 cánh người. Lớp cảm xúc thì thôi, mình hiểu về nội tâm là hiểu về sâu bên trong mình thôi, khỏi hiểu cảm xúc quá nhiều thì gọi là lớp tình. Và thân người thì đó là thân người cụ thể, đó là thân tứ đại. Mình đi hướng về sự an vui thay vì đi tìm hiểu cảm xúc, thì bây giờ có sự an vui nội tâm, hướng về sự an vui và sự trân trọng biết ơn và sự bao dung. Đây, cấu trúc con người gọi tên, chắc lọc lại thì tên gọi của nó có bốn lớp này thôi nè cả nhà. Sự chân thật, 16 tánh người, lớp tình và thân tứ đại. Sự chân thật nằm trong nè. Rồi tới 16 tánh người nè. Rồi tới lớp tình nè. Rồi tới lớp thân tứ đại. Anh chị thấy đơn giản không? Cấu trúc con người đơn giản. Tâm á, lúc nãy nói là tại sao nói nãy nói tâm thì lại không chân thật hả? Ồ, lúc đầu á mình đâu có biết tâm là sự chân thật, mà hay gọi tâm tâm tâm. Vậy thì cái đó tâm nghĩa là tim, thì tim, trái tim thì không chân thật này. Lúc ban đầu á cả nhà, lúc ban đầu mình nói á. Còn bây giờ gọi tên được, cấu trúc con người đã gọi ra, một khi đã gọi tên ra thì có được cái ý nghĩa của chữ tâm, nó khác với lại chữ tâm trước đây mình hiểu. Chữ tâm trước đây mình hiểu là khác này, còn bây giờ tâm là đồng nghĩa với lại sự chân thật. Được không ạ? À? Được không chị Thùy Trang? Tâm là sự chân thật, hai cách gọi tên thôi. Đấy, vậy thì cấu trúc con người mình coi vậy chứ, đã là con người thì phải hiểu về cấu trúc con người, muốn hiểu về chính mình thì phải hiểu về cấu trúc con người. Đây là phân tách mình nè. Phân tách, tách ra mình cấu tạo từ đâu. Cái bên ngoài đây là thân thôi, nhưng bên trong mình có sự chân thật làm sự sống bên trong. Sự chân thật là quyết định sự sống của mọi loài và quyết định sự sống của mình. Quyết định một người mà không còn nghe, không còn thấy, không còn nói, không còn biết nữa thì họ không sống được nữa. Sự chân thật là sự sống. Con người mình có điện từ nữa, điện từ âm dương đó. Nó bao bọc bên ngoài thân con người mình, tánh người và thân người nó có điện từ, con người có điện. Nên là mùa đông á, cái mấy cái lông với cả nhà, lông nó dựng lên hoặc là chà 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 vậy nè, cái nổ bạc bạc không, bị tích điện á, đó là do con người có điện nên dễ có điện giật, đụng vô điện là điện giật. Do thân người mình có điện nữa. Anh chị nắm bắt tới đây ha, cả nhà. Nào. Vậy thì điện từ quang là gì hả?
Điện từ quang là điện từ có hai loại điện từ quang với điện từ âm dương. Để nói luôn cho các anh chị nắm bắt. Thân á, thân người nãy mình nói là thân tứ đại nè. Nhưng mà đúng ra nó là thân bát đại. Thân bát đại. Đây. Con người mình, cấu tạo con người mình đó là bát đại duyên hợp. Thân tứ đại nhưng mà cái cấu trúc con người là một bát đại duyên hợp. Là có tâm. Bát đại duyên hợp nè. Là con người có tâm. Lấy màu khác đi. Tâm, có tâm nè. Tâm, tánh, tình, thân, tâm, tánh, tình, thân. Thân thì mới tách ra. Thân là đất, nước, khí, lửa và điện. Thân người có điện từ âm dương nên là điện từ âm dương nó sẽ duyên hợp. Đất nước khí lửa được duyên hợp bởi điện từ âm dương. Điện mà không còn điện nữa thì tứ đại bị phân rã. Điện từ mà không còn thì tứ đại này bị phân rã ra. Nên người chết đó, người mà mất thân rồi, người họ bị qua đời, họ qua đời rồi thì điện từ âm dương không còn duy trì trái tim nữa, không còn chạy qua trái tim nữa, không còn duy trì thân người. Thì một thời gian sau có phải thân người được tan rã ra không ạ? À? Tứ đại tan ra. Trong con người có chất, có đất á, có những cái là trong con người mình có nước. Con người mình có nước đúng không ạ? À? Con người có nước, con người thì có khí. Thân người mình, cơ thể con người có khí. Cơ thể con người có lửa. Lửa là cái gì ta? Lửa là hơi ấm. Cơ thể con người có hơi ấm. Và có những cái chất, đất là những cái chất cứng, dinh dưỡng rồi nè. Xương, những cái chất cứng đó, đó gọi là đất. Và con người có điện nữa. Nên thân người là thân thay vì ngũ bát, thân gì thay vì tứ đại thì nó là ngũ đại duyên hợp: đất, nước, khí, lửa, điện. Đất, nước, khí, lửa, điện. Chỉ cần một trong năm cái này mà mất cân bằng thì thân người sinh ra có vấn đề sức khỏe. Mất cân bằng khí thì dẫn đến thiếu khí, không đủ khí. Mất cân bằng nước thì sao? Quá nhiều nước hoặc là quá thiếu nước thì có phải thân người không ổn không ạ? À? Lửa là hơi ấm, chỉ cần lạnh thay vì hàn khí xâm nhập lạnh thì mất cân bằng lửa. Đất thì thiếu dinh dưỡng cái thì dẫn tới cơ thể nó chưa được ổn. Nên là muốn khỏe mạnh á, cần có cân bằng được ngũ đại này. Đất, nước, khí, lửa, học được cách thở đúng cách nè. Thông qua thay gân đổi cốt là học được cách thở đúng cách. Bơm được khí vô khí hải mình, nạp khí. Cơ thể con người có một cái nơi gọi là biển khí, nằm ở dưới bụng dưới nè, dưới dưới rốn, ba lóng tay. Các anh chị lấy ba lóng tay để xuống dưới đây, đó là khí hải của mình. Vô lộ trình thay gân đổi cốt á, các thầy cô hướng dẫn cho các anh chị mở khí hải. Con người chỉ cần mở được khí hải thì họ sẽ, hải là biển, họ sẽ mở được biển khí. Từ ngày mở được khí hải thì chính thức sức khỏe thay đổi toàn diện, chỉ thông qua khí thôi. Nên là sẽ dung chứa nạp được khí, khỏe hơn, có khí căng tràn khắp nơi trong cơ thể thì nó đi đến đâu nó nuôi dưỡng thân con người mình tới đó. Khí huyết được lưu thông đó. Nên con người muốn khỏe là bắt nguồn từ khí. Rồi, uống nước đúng cách, tắm đúng cách để đảm bảo cho cân bằng được lửa trong cơ thể. Đất thì dinh dưỡng, học lớp thấu hiểu sức khỏe để có hầu hiểu biết được dinh dưỡng gì cần thiết cho cơ thể thì làm tốt được phần đất. Thay gân đổi cốt thì trong đó có nói được khí, nước với lửa là lớp thay gân đổi cốt và lớp sức khỏe thì đều nói hết. Thì đó là ngũ đại duyên hợp.
nhưng mà còn thêm nữa tâm tánh tình nữa, thì đây gọi là thân bát đại. Thân bát đại hay còn gọi là bát đại duyên hợp. Bát đại duyên hợp. Mà con người muốn khỏe thì cân bằng được bát đại. Cân bằng được bát đại. Điện là điện từ âm dương, là do nội tâm mình. Nội tâm mình nó quyết định điện từ của mình. Có hai loại, điện từ quang với điện từ âm dương. Điện từ âm dương thì có âm có dương, sẽ có dao động, có luân chuyển. Điện từ quang thì không có dao động, không có luân chuyển của âm dương. Loại điện từ đó chuyên bảo vệ cái sự chân thật trong này, duy trì và nó làm cái sự sống cho chân thật ở đây. Từ từ những ngày tới mình nói tới công đức á, thì mình sẽ rõ được điện từ quang hơn. Nhưng điện từ quang đó là loại điện từ, lâu lâu các anh chị có từng thấy ai đó có họ họ an vui á, những vị mà có sự an vui thanh tịnh thì tự nhiên mình thấy họ sáng không các anh chị? Mình thấy họ sáng không ta? Những vị có sự an vui thanh tịnh. Thấy họ sáng lên đó. Mà cái sáng đó nó không phải là ánh sáng rồi nghe. Nó không phải là cái sáng đó nó lạ. Thì cái đó là một phần của quang á, điện từ quang phát ra. Các anh chị nói thấy Nhật ánh sáng à? Nhật ánh sáng là do bóng đèn. Bóng đèn chiếu xuống sáng. Đó, điện từ quang nó phát sáng, cái sáng đó nó phát từ trong ra. Điện từ âm dương thì có âm có dương. Điện từ âm dương. Điện từ âm có công năng hút vào, điện từ dương đẩy ra. Nên hút đẩy nó chạy vô tim. Các anh chị có thường nghe là đeo cái nghe, bác sĩ nghe để vô cái nghe tắc bùm tắc bùm tắc bùm, đúng không? Nghe bùm tắc bùm tắc bùm, thì đó đó, điện từ âm dương tắc bùm là sự co bóp. Điện từ âm dương nó chạy qua tim, nó co bóp nên mình nghe được cái tiếng của cái đó. Rồi co đo điện tâm độ. Đo điện tâm độ thì thấy có những cái tần sóng điện á. Đó, tần sóng điện đó là điện từ âm dương đó. Điện từ quang thì nó không có hình tướng, đâu đó chỉ cảm thụ chút chút thôi, thấy nó sáng rồi. Những ngày tới mình học tới công đức, công đức phước đức thì mình sẽ rõ được nó cách tạo kiểu sao và điện từ quang là sao rõ hơn nữa. Thì thân người nè, bát đại duyên hợp, tâm tánh tình đất nước khí lửa điện. Nếu mà tách ra điện từ quang với điện từ âm dương ra thì nó là cửu đại duyên hợp. Cửu đại duyên hợp. Nhưng mà thôi, để lại vô điện. Điện thì nói về điện thôi, điện quang hay là điện âm dương thì cũng là điện. Nên là thường gọi là thân bát đại, bát đại duyên hợp. Mà muốn khỏe thì cân bằng bát đại là khỏe. Tâm á, làm sao cho tâm của mình được an vui. Tâm thì an vui, tánh thì bao dung, tình thì trân trọng biết ơn. Tâm an vui, tánh bao dung, tình trân trọng biết ơn. Đất thì dinh dưỡng được cân bằng đủ, uống nước, nước thì uống nước đúng cách. Khí thì là thở đúng cách, nạp khí và giữ được khí trong người mình. Lửa thì hơi ấm, bảo vệ được hơi ấm trong cơ thể, tắm đúng cách. Điện từ thì là nội tâm này, tâm an vui, tánh bao dung, tình trân trọng biết ơn, thì điện của mình tự tốt. Nên con người muốn khỏe đơn giản, tâm an vui bao dung, trân trọng biết ơn,
có khí, tắm đúng cách, lửa hơi ấm trong cơ thể giữ ấm tốt, đừng quá nóng đừng quá lạnh, uống nước thì đúng cách, đất thì có dinh dưỡng đầy đủ, rồi từ đó cân bằng khỏe. Uống nước đúng cách kiểu sao, tắm đúng cách kiểu sao, dinh dưỡng kiểu sao thì các anh chị vô lớp sức khỏe nha. Các anh chị vô lớp sức khỏe, thầy Vũ và các thầy cô sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Vậy thì nè, nội tâm, chúng ta thường nghe chữ nội tâm, nội tâm á. Vậy thì nội tâm của mình, cái gì là nội tâm ta, các anh chị? Giờ từ giờ trở đi chúng ta đã có một cái tầm nhìn rất đặc biệt rồi đó các anh chị. Chúng ta đã phân tách được, nhìn thấy được cấu trúc con người nó có bốn lớp này nè: tâm, tánh, tình, thân. Vậy thì theo các anh chị, nội tâm là sao, nội tâm là cái gì trong đây? Nội tâm, chữ nội tâm nhìn thì đơn giản chứ đó giờ hầu như cũng ít ai có thể gọi tên rõ được nội tâm là gì. Nội tâm á, chữ đó nghe có mấy hai chữ thôi, nội tâm hai từ thôi, nhưng mà nó ít ai có thể gọi tên rõ nó ra lắm á. Nhưng giờ các anh chị có thể làm được rồi đó, có cấu trúc con người là làm được. Tại vì cấu trúc con người quá rõ rồi, tâm tánh tình thân. Vậy thì giờ theo mình, theo các anh chị thì nội tâm, nội đâu, nội tâm là gồm lớp nào đâu? Nội tâm đâu? À, nội tâm đâu ta? Đơn giản lắm, bỏ cái thân đi, từ cái thân đổ vô trong là nội tâm, đó là tâm tánh tình này, ba lớp tâm tánh tình chính là nội tâm. Nội tâm đó, nội tâm là tâm tánh tình. Anh chị thấy đơn giản không? Nội tâm này là tâm bên trong, tâm bên trong thì gồm có tâm, có tánh, có tình. Thấu hiểu nội tâm là thấu hiểu tâm tánh tình, hiểu về tâm, hiểu về tánh, hiểu về tình là xong, là thấu hiểu nội tâm. Ngon chưa? Bây giờ trở đi nội tâm, ai hỏi mình nội tâm là sao, mình nói được rồi nghe các anh chị. Tôi biết rồi nghe, nội tâm là tâm tánh tình. Ồ, quá đơn giản, cuộc đời này quá đơn giản rồi, nội tâm là tâm tánh tình. Ồ, nội tâm chỉ có tâm tánh tình, quá khỏe. Nội tâm thì tâm tánh tình mà mình, các cao nhân còn chỉ điểm cho mình luôn, đó là mình dùng, mình ứng dụng tâm tánh tình kiếm sao luôn á. Tâm nè, tánh, tình. Dùng lớp tình, lớp tình mà dùng thì dùng lớp tình thì để đối đãi, thường mình đối đãi bằng lớp tình. Dùng tánh, tánh thì phân tích phân biệt, muốn phân tích phân biệt cái gì dùng lớp tánh. Còn tâm, dùng tâm để đón nhận. Dùng tình để đối đãi, tánh để phân tích phân biệt, dùng tâm để đón nhận. Có những cái đối đãi thì dùng tình để đối đãi, rồi phân tích phân biệt thì dùng tánh phân tích phân biệt. Còn giờ không đối đãi, cũng không muốn đối đãi, cũng không muốn phân tích phân biệt thì thôi, đón nhận luôn, dùng tâm đón nhận là xong.
đây là ba cách mình tùy mình chọn, đó là mình chọn đối đãi hay chọn phân tích phân biệt hay chọn đón nhận, là tùy mình lựa chọn. Nên là các anh chị ghi có khái niệm là làm chủ nội tâm. Người làm chủ nội tâm là người chủ động lựa chọn. Người làm chủ nội tâm là người chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm. Người làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm. Để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn, chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn dùng tình để đối đãi hay dùng tánh để phân tích phân biệt hay dùng tâm để đón nhận. Có những chuyện thì dùng tình để đối đãi, có những cái thì đối đãi rồi thì giờ phân tích phân biệt thì mình chủ động dùng tánh để phân tích phân biệt. Nhưng phân tích phân biệt quá có khi nhức đầu thì thôi dùng tâm để đón nhận luôn. Có những chuyện đúng sai thì phân tích phân biệt thôi, nhưng có những cái không có cần đúng sai gì nữa hết thì nếu vui vẻ thì dùng tình để đối đãi, còn không có thì dùng tâm để đón nhận. Nếu mà đối đãi thì đối đãi với nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn, dùng tình thì dùng nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn, là cái đỉnh cao nhất của lớp tình này. Tình để đối đãi bằng nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn, phân tích phân biệt, tánh á, dùng tánh thì bao dung, phân tích phân biệt thì cũng có sự bao dung, rồi không có thì dùng tâm để đón nhận, an vui đón nhận. Không trân trọng biết ơn thì bao dung, không bao dung thì an vui, không trân trọng biết ơn thì bao dung, không bao dung được thì an vui, mà an vui rồi thì thôi cũng trân trọng biết ơn, không trân trọng biết ơn thì bao dung, trân trọng biết ơn nói thì thôi bao dung, bao dung không được nữa thì thôi an vui. Tùy mình lựa chọn cái nào, mình lựa chọn, chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm đó để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Vậy thì dùng tình để đối đãi không, hay là dùng tánh để phân tích phân biệt, hay là dùng thôi đón nhận luôn, tùy mình lựa. Nhưng mình lựa cái nào thì mình chịu trách nhiệm với nó. Nếu đã dùng cao nhân cho mình biết á, nếu đã dùng tình đối đãi rồi thì thôi đối đãi với sự trân trọng biết ơn đi, thay vì đối đãi sân si, sân giận, oán giận, chửi bới người ta, thì thôi dùng tình đó đối đãi với nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn cho khỏe. Còn không có nữa thì thôi dùng lốc tánh để phân tích phân biệt. Vậy thì bao dung, tánh thì dùng nguồn năng lượng của bao dung, rồi dùng tâm để an vui, dùng tâm với nguồn năng lượng an vui để đón nhận. Được không ạ? Làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Nên là nếu đã dùng lớp tình thì tình trân trọng biết ơn, tánh bao dung, tâm an vui. Nội tâm đó, đơn giản vậy đó. Tâm, tánh, tình. Tình thì trân trọng biết ơn, tánh thì bao dung, tâm thì an vui. Tình thì trân trọng biết ơn. Nếu dùng lớp tánh để phân tích phân biệt thì
bao dung. Còn nếu dùng tâm để đón nhận thì an vui. An vui, bao dung, trân trọng, biết ơn những ngày tới mình vật chất hóa nó. Cụ thể an vui làm sao, bao dung sao, trân trọng, biết ơn sao, nhưng nội tâm nó đơn giản vậy đó cả nhà. Tâm tánh tình, cấu trúc con người có tâm tánh tình thân. Nội tâm thì gồm tâm tánh tình, tâm thì an vui, tánh bao dung, tình trân trọng, biết ơn. Dùng tình thì để đối đãi, dùng tánh phân tích phân biệt, dùng tâm thì là đón nhận. Được ha. Đó là cấu trúc con người, gọi tên cấu trúc con người. Cấu trúc con người chỉ một tri thức đơn giản hóa cuộc sống và đơn giản hóa lại hết tất thành tật trong cuộc sống chúng ta. Những ngày tới mình nó còn thêm các phần nữa, mình sẽ ghi thêm vào đây sau. Nhưng cơ bản ngày hôm nay thì chúng ta đã có gọi tên cấu trúc con người theo ba góc nhìn. Theo dân gian gọi làm sao, theo khoa học gọi làm sao, theo nhà Phật gọi làm sao. Chốt lại á, con người có sự chân thật nằm sâu bên trong này. Là ý chính là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết của chúng ta. Không thay đổi qua không gian và thời gian. Lúc nào cũng nghe hết, lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng nói và lúc nào cũng luôn luôn biết. Nóng lạnh tự biết. Lúc nào cũng nói hết. Tính thinh cũng nói nữa. Tính thinh không nói năng gì. Thì nó cũng muốn nói là nó phát ra tiếng bên trong. Nghe thì lúc nào cũng nghe. Thấy lúc nào cũng thấy. Nên ai á, nhanh liền ở đây, ai ở đây nếu nhanh nhanh chóng có thể đốn ngộ được liền tức khắc ở đây. Các anh chị ghi lại đi, nếu mà nhanh, ai có nhân duyên các anh chị nhận luôn. Còn chưa thì mấy ngày tới nhận sau. Các anh chị ghi, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Ai có nhân duyên xong vậy các anh chị nhận luôn này. Biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết. Rồi, các anh chị in đậm hai câu đầu tiên, biết mình đang nghe với biết mình đang thấy. Hai câu sau để nó thôi, biết vậy thôi. Còn nếu làm là làm hai câu đầu tiên, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Ai làm liền được lúc này, nè, thấy, chỉ biết mình đang thấy. Thấy là biết thấy thôi. Đừng suy nghĩ, đừng đèn chèn lấp tánh vô phân tích phân biệt. Chỉ có tâm đón nhận thôi. Đừng suy nghĩ, đừng thấy đẹp xấu gì hết á. Không đẹp xấu, không có tốt xấu hơn thua gì hết, chỉ có biết mình đang thấy. Nghe có tiếng thì biết, biết vậy thôi, biết đang nghe. Thì các anh chị nhận liền có được an vui liền luôn á. Và nhận lại sự chân thật luôn. Sự chân thật thông tin đó là biết đang là nghe thấy nói biết. Ý nghe thấy nói biết. Các anh chị bám trụ được sự chân thật, bám trụ vào sự chân thật của chính mình thì mình sẽ chính thức có nguồn năng lượng của sự an vui và hạnh phúc đủ đầy liền. Ngay giây phút đó không suy nghĩ gì, không có trống rỗng, không có suy nghĩ gì nữa hết. Tự nhiên thấy nhẹ nhẹ, đơ đơ nhẹ nhẹ. Nhưng nó không phải đơ đâu nha. Thực trạng là các anh chị rỗng lặng, có khoảng không trong nội tâm, không suy nghĩ, trống rỗng. À đó, đó là an vui thanh tịnh đó. Ai có nhân duyên đốn ngộ được càng làm luôn thì liền luôn. Rồi mấy ngày tới mình còn nhắc lại nữa, nên các anh chị yên tâm. Trọng điểm nhất trong đời người mà cần nhận lại sự chân thật, mà cần có được nguồn năng lượng của an vui, nên mình sẽ còn nhắc đi nhắc lại nhiều nữa trong thời gian tới đây. Ai làm thì các anh chị làm đó. Biết đang nghe, biết đang thấy. Ngày mai
sẽ tìm hiểu về tánh người và có thể một phần nữa các khối đức. Chị bàn giơ tay hả? Có câu hỏi hay sao chị? Hỏi về chân thật đó hả? Hả chị? Nếu hỏi về an vui chân thật thì thôi khỏi hỏi ha. Mà không biết cho chị nói mấy Mà câu. thưa thầy, em tưởng đâu là hồi nãy thầy nói để ngày mai hỏi á thầy, em tưởng đâu là em chưa có hạ tay, em hạ tay á thầy. Dạ, biết ơn chị. Dạ em biết ơn thầy. Nay mình gọi tên cấu trúc con người ha, nội tâm nên gọi tên đó. Ngày mai thầy Chí Kiên sẽ hỗ trợ cho các anh chị tánh người 16 tánh người, thầy sẽ giúp đỡ cho các anh chị thấu suốt được hết tường tận về các lớp tánh của chúng ta, ứng dụng kiểu sao trong cuộc sống, trong kinh doanh, trong mọi cái hết luôn, nhìn được, hiểu hết luôn á. Ngày mai là ngày các anh chị sẽ thấu hiểu chính mình, hiểu mình và thấu hiểu sâu sắc con người, hiểu sâu sắc người thân yêu xung quanh mình, thấu hiểu nhân tâm thông qua hiểu được tánh người, rồi tình nữa có thể hiểu thêm chút chút. Bối cảnh ngày mai thì thầy Chí Kiên sẽ hỗ trợ cho các anh chị, nhận anh nhờ thầy Chí Kiên giúp đỡ ngày mai. Rồi ngày mốt nhận anh quay lại với cả nhà. Hẹn cả nhà. Biết ơn các anh chị lắm lắm. Hẹn gặp lại các anh chị trong phần đời còn lại ạ. Biết ơn cả nhà. Dạ, anh Dạ không biết em biết chắc. thầy là Dạ, biết ơn. Dạ, biết ơn thầy biết ạ. ơn thầy ạ. Em Thầy cảm kích thầy, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà, biết ơn thầy ạ. Biết ơn thầy thầy, ạ. biết ơn cả Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. thầy, Biết ơn biết nhà. ơn cả nhà. Thầy Thầy, trai quá. biết ơn Thầy chúc thầy. Trân trọng biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Cảm Biết ơn ơn cả nhà. thầy, biết ơn Biết ơn.